không gia đình. Phần 16. Sáng hôm sau, việc đầu tiên của tôi là viết thư cho má, bác Bơ Ranh, tin cho má rõ những điều tôi mới được biết. Đối với sức của tôi, đây không phải là một công việc nhỏ. Ai đành lòng nói cộc lốc với má rằng chồng má đã qua đời. Má yêu mến, anh Jerome của má. Má với ông ấy đã ăn ở với nhau mấy chục năm nay. Nếu mình không chia sẻ nỗi đau buồn với má thì sẽ phiền lòng má. Hì hục mãi, cuối cùng tôi cũng viết xong lá thư. Suốt thư, tôi cứ nhắc đi nhắc lại là tôi thương má. Tất nhiên, tôi có kể cho má nghe sự thất vọng vừa qua và những hy vọng hiện nay của tôi. Nói cho đúng thì, chỉ việc này là tôi nói đến nhiều nhất. Tôi nhờ má tin ngay cho tôi biết nếu má được thư của gia đình tôi gửi hỏi tin tức ông bác Bơ Ranh, nhất là cần nhớ gửi địa chỉ đến cho tôi, gửi đến khách sạn Cantan ở Paris. Xong nhiệm vụ ấy, còn một nhiệm vụ thứ hai nữa đối với ông bố Ly Dơ. Nhiệm vụ này cũng khó khăn không kém. Khi ở Đờ Rơ Di, tôi nói với Ly Dơ rằng hễ đến Paris, lần đi phố đầu tiên của tôi là đi thăm ông bố em ở nhà Lao. Tôi giải thích là nếu cha mẹ tôi mà giàu có như tôi tin tưởng thì tôi sẽ xin tiền trả nợ cho bác A Canh. Như vậy, tôi đến nhà Lao chỉ để giải phóng cho bác và đưa bác đi với tôi thôi. Việc này nằm trong chương trình những niềm vui tôi đã vạch sẵn cho mình. Trước tiên là bác A Canh, sau đến má bác Bơ Ranh, rồi lần lượt đến Ly Dơ, Agnes, Alersi, Băng Gia Manh. Về phần mát Chia thì tất nhiên, tôi được cái gì, nó được cái ấy, và hạnh phúc của tôi sẽ làm nên hạnh phúc của nó. Thế mà nay phải tay không mà đến nhà Lao mới chán nản làm sao. Đến gặp bác A Canh mà vẫn bó tay như ngày từ giã bác, không giúp được gì, không đền ơn đáp nghĩa. Cũng may là tôi có những lời âu yếm và những cái hôn mà Ly Dơ và A Lơ Si để trao gửi để mang đến cho bác. Niềm vui sướng của người cha chắc sẽ xoa dịu nỗi ân hận trong lòng tôi, và tôi cũng được hỡi dạ vì đã giúp ông được nhiều ích trong khi chờ cơ hội làm hơn. Mác Chia thích xem nhà tù quá nên đi theo tôi, vả lại tôi cũng muốn cho nó biết mặt người mà trong 2 năm trời đã coi tôi như con. Bây giờ tôi đã biết cái mẹo làm thế nào để vào nhà Lao Cờ Ly Si, nên chúng tôi không phải đứng trơ ra và chờ đợi rất lâu trước cổng lớn như lần trước nữa. Người ta cho chúng tôi vào phòng đợi và lát sau thì bác A Canh đến. Từ một cửa, bác đã giang tay ra đón tôi. Bác vừa ôm vừa nói: "Ôi, cái thằng bé ngoan, thằng cháu Jeremy trung hậu." Tôi báo tin về Ly Dơ và A Lơ Si ngay. Rồi khi tôi muốn bày tỏ vì sao tôi không thể đến chị Agnes, thì ông nói: "Thế bố mẹ cháu, bác biết chuyện rồi sao?" "Lão ta chết rồi." Tôi nói: "Tai hại chưa?" Bác nói cho tôi biết vì sao bác Bơ Ranh đến tìm bác để hỏi tin tức tôi. Đến Paris thì bác Bơ Ranh tới nhà Garofoli và tất nhiên là không gặp hắn ta. Lão bèn đi rất xa, về tận tỉnh có cái nhà Lao đang giam hắn, để hỏi về tôi. Tên này cho lão biết, sau khi cụ Vitali mất đi, thì tôi được một người trồng vườn tên là A Canh đem về nuôi. Bác Bơ Ranh bèn trở về Paris, đến khu Glacier, ở đấy người ta cho lão biết người trồng vườn ấy hiện đang bị giam giữ ở Cờ Ly Si. Lão đến nhà Lao và bác A Canh nói cho lão biết tôi đi chu du nước Pháp như thế nào, cho nên dù bây giờ không biết rõ tôi ở đâu, nhưng đến một lúc nào đó nhất định tôi sẽ ghé lại thăm một trong những đứa con bác ấy. Bởi thế chính tay bác A Canh đã viết mấy lá thư cho tôi và gửi đến Đờ Rơ Di, Vác Sơ, Ét Năng Đơ và San Căng Tăng cùng một lúc. Tôi không nhận được thư bác gửi đến Đờ Rơ Di, chắc là vì tôi đi rồi thư mới đến. Tôi hỏi: "Thế bác Bơ Ranh có nói gì với bác về cha mẹ cháu không?" "Không, chỉ nói tí chút, chả có ích lợi mấy." Lão nói cha mẹ cháu đã dò hỏi phòng cảnh sát khu Anh Valider và biết rằng đứa bé bị vứt bỏ ở phố Bờ Rơ Tơi đã được một người thợ nề nhạt về nuôi. Họ đến tìm cháu ở nhà lão bác Bơ Ranh. Không thấy cháu, họ đã nhờ lão lùng kiếm giúp họ. Lão không nói tên của cha mẹ cháu, không nói gì về quê quán cháu hay sao? Bác hỏi thì lão bảo để rồi sẽ nói chuyện. Bác chẳng buồn nhắc lại. Bác hiểu rằng lão ta giấu kỹ tên tuổi bố mẹ cháu chỉ vì lão sợ không được hưởng một mình tất cả món thù lao lớn như lão mong muốn. Chẳng là bác cũng có nuôi nấng cháu, nên cái lão bác Bơ Ranh ấy tưởng là bác muốn được đền công.
Vì thế, bác tiễn lão ra ngay, và từ đó, không thấy tâm hơi lão đâu nữa. Bác không ngờ lão đã qua đời. Hóa ra, có cha mẹ mà vì sự tính toán của lão keo bẩn ấy, thành ra cháu chẳng biết cha mẹ cháu là ai, ở đâu. Tôi bày tỏ niềm hy vọng của chúng tôi. Bác cho rằng, tin tưởng như thế là phải và viện ra nhiều lý lẽ xác đáng để khuyến khích tôi. Bố mẹ cháu đã moi lão bác Bơ Ranh ở tận Sava Nông ra, rồi bác Bơ Ranh lại truy ra Garofoli và tìm ra được cả bác ở đây nữa, thì tất người ta sẽ tìm thấy cháu ở khách sạn Căng Tang thôi. Hãy ở đấy mà chờ. Những lời lẽ ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu và trở lại vui vẻ. Tôi nói chuyện ly dơ, allergy và chuyện tôi bị vùi trong hầm mỏ. Khi tôi kể hết, bác than thở. Cái nghề sao mà hiểm nghèo thế? Mà thằng allergy lại làm cái nghề ấy mới tội chứ. Chà, hồi nó trồng yên chi thì sung sướng hơn biết bao nhiêu. Thời ấy rồi sẽ trở lại. Bác ạ, ơn trời mà được như cháu nói, cháu Jamie yêu mến ạ. Lưỡi tôi ngọ nguậy muốn nói rằng, không lâu nữa, bố mẹ tôi sẽ vận động cho bác ra tù. Nhưng tôi kịp nghĩ rằng, không nên khoe trước những điều tốt mình định mang lại cho người ta. Tôi chỉ nói, không bao lâu nữa, bác sẽ ra khỏi nhà tù và con cái sẽ quay quần bên bác. Khi ra đường, Marcia nói, trong khi chờ đợi cái giờ phút tốt đẹp ấy, mình có ý kiến là chúng ta không nên bỏ phí thời gian. Phải kiếm tiền đi. Giả thử mấy hôm trước, dọc đường chúng ta không dành nhiều thì giờ kiếm tiền, như thế thì hẳn chúng ta đã đến Paris kịp cho gặp lão bác Bơ Ranh. Cái đó đúng. Làm cho cậu đến chậm, tớ đã tự trách mình bao nhiêu rồi. Cậu đừng trách tớ nữa. Tớ có trách móc gì cậu đâu, Marcia thân mến ạ. Tớ cam đoan với cậu như thế. Không có cậu, làm sao tớ mua được con búp bê cho Lizer? Không có cậu, hẳn lúc này chúng mình phải vất vưởng trên vỉa hè thành phố Paris, không có một đồng xu nào để nuôi miệng. Đã thế thì thế này nhé, cậu đã cho cái việc tớ muốn làm cho có tiền là phải, thì giờ đây ta hẳn cứ coi là phải. Vả chăng chúng mình có việc gì đáng làm hơn là ca hát và biểu diễn cái chương trình của đoàn ta? Còn như dạo chơi đây đó, thì ta hãy chờ khi cậu có xe ngựa, đỡ mệt hơn. Gì chứ, ở Paris thì tớ coi như ở nhà vậy, tớ biết rõ chỗ nào là chỗ hời. Marcia quả biết rõ những chỗ kiếm ra tiền, những quảng trường, những sân họp đặc biệt, những hiệu cà phê. Cho nên tối hôm đó, trước khi đi ngủ, chúng tôi đếm lại số tiền thu được thì thấy những 14 phờ răng. Thế là khi sắp đi ngủ, tôi nhớ lại một câu quen thuộc của cụ Vitali. Cụ nói rằng, của cải chỉ đến với người không cần đến nó. Thu được khá thế này, hẳn là dấu hiệu bố mẹ tôi sắp đến, chỉ ngày một ngày hai, vì chính tôi không cần tiền nữa. Tiền mới đổ xô về như vậy. Tôi tin chắc ở linh tính của tôi nên hôm sau, tôi sẵn sàng nằm y ở khách sạn, nếu Marcia không thúc ép tôi dậy đi. Nó lại bắt tôi đàn, tôi hát, và ngày hôm đó, chúng tôi lại thu 11 phờ răng. Marcia vừa cười vừa nói, ta không trở nên giàu có nhờ của cải của bố mẹ cậu, thì tự tay ta, với sức ta cũng sẽ làm nên giàu có được đấy. Mà như thế thì tuyệt. 3 ngày trôi qua như thế mà vẫn không có gì mới lạ xảy đến. Ngày nào, chị giúp việc ở khách sạn cũng chỉ trả lời tôi một câu, như một điệp khúc bất diệt, không có ai hỏi ông bác Bơ Ranh cả, và tôi cũng không nhận được thư nào gửi cho cậu hoặc cho ông ta. Mãi đến ngày thứ tư, chị ta mới đưa cho tôi một phong thư. Đó là thư trả lời của má bác Bơ Ranh, do má nhờ người ta viết. Thư má nói rằng, má đã được báo tin chồng má mất và trước đó ít lâu, má có nhận được thư của ông ấy. Cái thư đó có nói đến tung tích gia đình tôi. Má nghĩ rằng nó có thể giúp ích cho tôi nên mới chuyển theo tôi. Marcia. Mau lên. Mau xem thư của lão bác Bơ Ranh đi. Tôi mở phong bì, tay run run, lòng như thắt lại. Tôi đang nằm viện, ốm nặng lắm, có lẽ không qua khỏi. Giá tôi có đủ sức thì tôi kể cho U nó nghe tôi lâm bệnh như thế nào. Nhưng kể chẳng chả ích gì, tốt hơn là đi ngay vào công việc gấp rút này. Tôi viết thư cho U nó, cốt để dặn dò U nó, nếu chẳng may tôi có mệnh hệ nào, thì U nó phải viết thư cho các ông, Gret và Gurley, công viên Green, quán trọ Lincoln, ở London. Họ là những người thừa biện, được ủy nhiệm lùng tìm Jamie. U nó nói với họ rằng,
Chỉ có U nó là biết tung tích thằng bé, và U nó nhớ đòi tiền công cho xứng đáng, để U nó có chút dư dật mà sống no ấm trong lúc tuổi già. Muốn biết Jamie bây giờ thế nào, thì U nó cứ việc gửi thư hỏi lão A Canh, trước làm nghề trồng vườn, bây giờ bị tù tại nhà lao cờ Lisi ở Paris. Thư từ U nó nhờ cha xứ viết tất, chứ trong công việc này đừng có tin ai. Khi nào U nó biết chắc tôi đã chết rồi, thì chừng đó làm gì hãy làm. Tôi hôn U nó lần cuối cùng đây. Bác Bơ Ranh. Tôi chưa đọc hết câu cuối thì Marcia đã nhảy choàng lên hét. Đi lơn đơn đi thôi. Tôi đang còn ngạc nhiên về những điều tôi vừa đọc nên chỉ đưa mắt nhìn. Marcia không hiểu nó nói gì. Nó tiếp. Trong thư, lão bác Bơ Ranh chẳng bảo rằng những người thừa biện người anh được ủy nhiệm lùng tìm cậu là gì. Cái đó có nghĩa là bố mẹ cậu cũng là người anh, phải không nào? Cậu không thích là người anh à? Giá tớ là người Pháp, cùng một tổ quốc với Ly Dơ và lũ trẻ nhà ấy thì thích hơn. Tớ thì lại muốn cho cậu là người một ta Ly A kia. Nếu tớ là người anh, thì tớ sẽ là đồng bào của ác tơ và bà Milligan. Thế nào? Nếu cậu là người anh à? Cái đó chắc chắn rồi, chứ còn nếu niết gì nữa. Nếu bố mẹ cậu là người Pháp, thì có đâu lại đi nhờ cậy bọn thừa biện anh lùng kiếm đứa con đánh mất ở nước Pháp. Cậu đã là người anh thì phải sang anh đi. Đó là cách tốt nhất để cậu nhích gần đến bố mẹ. Hay là ta viết thư cho các lão thừa biện ấy. Viết làm gì? Gặp nhau nói thẳng với nhau dễ ăn ý hơn là dùng thư từ. Khi chúng mình đến Paris, chúng mình còn 17 phờ răng. Một hôm sau, chúng mình kiếm được 14, hôm khác 11, hôm sau nữa 9, thế là cộng được 51 phờ răng. Chúng mình đã tiêu hết 8, thế là còn 43. Đi lơn đơn thừa đi ấy chứ. Chúng mình đến Boulogne, xuống tàu đi lơn đơn, chả tốn là bao. Cậu chưa ở thành phố lơn đơn chứ? Cậu thừa biết là chưa. Thế nhưng, ở gánh xiếc gác xô có hai anh hề người Anh. Họ hay nói chuyện thành phố lơn đơn với tớ. Họ còn dạy tớ một số tiếng Anh, đủ dễ trò chuyện với nhau thế nào cho bà lão gác xô tò mò như một con vọ. Không nghe ra gì hết. Tớ sẽ đưa cậu đi lơn đơn. Tớ cũng vậy, tớ có học tiếng Anh với cụ Vitali. Ừ, nhưng đã 3 năm rồi, chắc cậu quên hết, chứ còn tớ thì tớ nhớ. Rồi cậu xem. Với lại tớ ưng đi lơn đơn, không phải chỉ vì muốn giúp cậu mà thôi. Nói thật với nhau, tớ còn một lý do nữa. Lý do gì? Nếu bố mẹ cậu đến đón cậu ở Paris, thì có thể người ta không mang tớ đi với cậu. Còn như tớ mà sang Anh, thì người ta không đỡ đuổi tớ về. Phỏng đoán như vậy có phần xúc phạm đến bố mẹ tôi đấy, nhưng xét cho cùng thì cũng không hẳn là không có lý. Dù muốn một điều gì đó có thể xảy ra đi nữa, thì tôi cũng phải ngăn chặn, tức là phải đồng ý đi lơn đơn ngay với Marcia. Tôi nói, ta đi chứ, cậu bằng lòng chứ? Trong giây phút, chúng tôi đã soạn xong xác và xuống dưới nhà, sẵn sàng để ra đi. Trông thấy chúng tôi đóng bộ như thế, bà chủ khách sạn căng tan phản kháng. Coi cái cậu cả kìa. Cậu cả là tôi, cậu không đợi ông bà nhà ta à? Đợi lại thì hơn đấy, cậu à. Với lại, để cho ông bà nhà ta đến sẽ thấy cậu quý tử được chăm sóc tử tế như thế nào chứ. Nhưng cái tài hùng biện ấy không giữ chân tôi được. Trả tiền trọ xong, tôi đi ra đường. Marcia và Gabi đã ra trước, đứng đó đợi tôi. Bà cụ hỏi, thế thì cậu nên để địa chỉ lại đây. Phải rồi, để địa chỉ lại có lẽ cũng hay. Tôi viết vào quyển sổ của bà. Ở lơn đơn. Bà cụ kêu, hai thiếu niên thế này mà vào giữa lơn đơn. Lại băng đường trường, lại vượt biển khơi nữa chứ. Trước khi lên đường đi Boulogne, phải đến chào tạm biệt ông bố đã chứ. Nhưng buổi chào tạm biệt này không buồn thảm. Bố A Canh sung sướng được biết là tôi sắp gặp gia đình, và tôi cũng rất vui mừng được nhắc lại với ông rằng nhất định tôi sẽ cùng bố mẹ trở lại ngay đây để cảm ơn ông. Thôi, chào con, chúc con may mắn, ta sẽ gặp nhau. Nếu vì một lý do nào đó mà con chưa trở lại được như ý muốn, con cứ viết thư cho ta cũng được. Nhất định con sẽ trở lại. Ngày hôm ấy, chúng tôi đi một mạch đến Marseille và xin ngủ nhờ ở một trang trại vì cần phải ăn tiêu dè sẻn để dành tiền mua vé tàu vượt biển. Marcia nói chả tốn bao nhiêu, nhưng chả tốn bao nhiêu là từng nào mới được chứ.
Vừa đi đường, tôi vừa học tiếng Anh với Magia. Tôi hết sức băn khoăn về một ý nghĩ. Nó làm cho tôi mất tươi vui hỉ hả? Chẳng hay, bố mẹ tôi có nghe được tiếng Pháp hay tiếng một ta ly a không nhỉ? Làm thế nào trò chuyện với nhau nếu như bố mẹ tôi chỉ nói tiếng Anh thôi? Nếu mà thế thì bất tiện biết bao nhiêu. Nếu có anh chị em thì tôi sẽ nói gì với họ cho được? Chưa nói chuyện được với anh chị em thì chắc anh chị em coi như người ngoài thôi. Từ khi ở Savanong ra đi, tôi đã nhiều lần hình dung trước cái cảnh đoàn tụ và chưa bao giờ tôi thoáng nghĩ rằng mình có thể bị cục hứng như thế này. Chắc là còn lâu nữa tôi mới học thông được tiếng Anh, chừng như nó cũng khó học thật. Từ Paris đến Boulogne, chúng tôi đi mất 8 ngày vì phải dừng lại ở các thị trấn lớn trên đường đi để biểu diễn gây lại vốn. Từ Boulogne, chúng tôi vẫn còn được 32 phờ răng thừa mua vé tàu. Đến Boulogne, trước hết chúng tôi đi dạo xem cái đập ở cảng vì Magia chưa bao giờ trông thấy biển bao giờ. Nó đứng sững mấy phút, mắt nhìn đắm vào cõi mù mù, tăm tăm, ở chân trời xa tắp, rồi tặc lưỡi bảo là xấu lắm, buồn lắm và bẩn nữa. Thế là chúng tôi tranh luận. Ngày thường, chúng tôi vẫn hay nói đến biển và bao giờ tôi cũng nói với nó rằng cảnh biển là cảnh đẹp nhất trên đời. Cho nên, tôi bênh vực ý kiến ấy. Magia nói, có lẽ cậu nói có lý khi mặt biển xanh biếc như cậu trông thấy ở Sester và thuật lại với tớ. Nhưng mà khi biển như biển này, vàng kệt và xanh lục, bên trên là trời xám xịt với những đám mây lớn âm u thì biển xấu, xấu lắm, tớ chẳng thích đi trên ấy tí nào. Thường thường, Magia với tôi, chúng tôi vẫn dễ dàng nhất trí với nhau, hoặc là nó đồng ý với tôi, hoặc là tôi cũng tỏ ra hợp ý với nó. Nhưng lần này, tôi cứ khư khư giữ ý mình và tôi cho rằng, mặc dầu một màu xanh lục, nhìn xuống thì mờ mờ, nhìn lên thì mây kéo ùa ùng theo gió, thổi loạn xạ. Vùng biển này vẫn vô cùng đẹp, hơn một cái biển xanh biếc dưới một bầu trời xanh lam. Magia đáp lại, chỉ vì cậu là người Anh, cho nên mới nói như vậy, và cậu yêu thích cái biển tồi tệ này, chẳng qua vì nó là biển của xứ sở quê hương đấy thôi. Tàu đi London sẽ nhổ neo vào 4 giờ sáng hôm sau. Mới 3 giờ rưỡi, chúng tôi đã lên tàu, cố tìm lấy một chỗ tốt. Chúng tôi nấp sau một đống thùng gỗ để che bớt ngọn gió bớt lạnh và ẩm ướt. Dưới ánh sáng của mấy chiếc đèn lồng ung khói, người ta bốc hàng xuống tàu, rồng rọc rít, những két hàng thả xuống hầm tàu kêu răng rắc, thủy thủ chốc chốc lại thét lên vài tiếng với giọng ồ ồ, át cả mọi tiếng huyên náo là tiếng xì sụp của hơi nước, từ máy bốc lên thành những cụ trắng. Một hồi chuông réo, dây cáp buông xuống nước và thế là chúng tôi lên đường. Lên đường về quê hương tôi. Tôi thường nói với Magia rằng không có gì lý thú bằng đi chơi trên tàu thủy. Mình lướt êm ru trên mặt nước, không hề biết đã đi mấy đổi đường. Thật là mê ly, như một giấc mơ. Nói như vậy là tôi nghĩ đến thuyền Thiên Nga và cuộc du hành trên kênh Nam. Nhưng biển không giống sông Đào. Vừa đi khỏi đạp thì con tàu hình như đâm sâu xuống rốn nước lần nữa. Cứ thế liên tục 4 năm bận, chẳng khác những chuyển động ấy, hơi nước từ ống khói thoát ra, với tiếng rít chát tai rồi đột ngột lặng im. Bấy giờ chỉ còn nghe tiếng guồng gạt nước lúc ở mạn bên này, lúc ở mạn bên kia, tùy con tàu nghiêng bên nào. Magia nói, nước êm quá nhỉ, tôi không biết đáp thế nào, vì lúc bấy giờ tôi có biết sóng ngang ở cửa biển là thế nào đâu. Thật ra thì không phải chỉ có sóng ngang làm cho tàu trồng trành, hôm ấy ngoài khơi, biển cũng động nữa. Magia lặng thinh đã lâu, bỗng nhiên vùng dậy. Tôi hỏi, cậu làm sao thế? Tớ thấy nó nhảy nhót nhiều quá, ruột gan tớ lộn lên đây. Say sóng đấy. Hẳn rồi, mình cảm thấy rõ quá. Mấy phút sau, nó chạy lên mạn tàu vịnh vào be. Tội nghiệp, nó mệt quá. Tôi cố ôm nó vào lòng, áp đầu nó trong ngực tôi. Nó cũng không khỏi. Nó rên rỉ và chốc chốc nó vùng dậy, khập khiễng đi lại chống tay chồm qua be tàu. Mấy phút sau, nó mới trở lại nép vào người tôi. Cứ mỗi lần trở về, nó lại giơ quả đấm ra với tôi và nửa cười cợt nửa cáu gắt. Nó bảo, chà, cái bọn ăn lê này, chúng không có ruột gan. Cũng may đây. Trời hửng sáng thì chúng tôi nhìn thấy những gành đá trắng cao ở bờ biển và đây đó vài chiếc tàu im lìm. Thuyền kéo buồm. Dần dần tàu bớt trồng trành rồi lướt đi trên mặt nước phẳng lặng, nhẹ nhàng không kém gì đi trên kênh.
Bây giờ, tàu không ở biển khơi nữa, và chúng tôi nhìn thấy, nói cho đúng hơn là đoán thấy, qua màn sương sớm, bóng cây thấp thoáng ở hai bên bờ xa, xa tích. Chúng tôi đã đi vào sông Tamizer. Tôi bảo Marchia, chúng mình đến đất Anh rồi. Marchia không hoan nghênh cái tin mừng này. Nó nằm dài trên bông đáp, để yên cho tao ngủ. Tôi không bị say sóng khi vượt biển nên không buồn ngủ. Tôi sắp xếp cho Marchia nằm thoải mái chừng nào hay chừng ấy, rồi tôi leo lên đống thùng gỗ, chọn chồng cao nhất để ngồi và đặt con Kabi ở giữa hai chân. Con Kabi đã vượt sóng gió một cách can đảm. Biết đâu Kabi không là một dân biển lão luyện. Ở với cụ Vitali, cái gì mà nó không biết. Từ chỗ ngồi cao ấy, mắt tôi bao quát con sông. Tôi nhìn thấy được dòng sông chảy ở hai bên bờ, nhìn ngược dòng, lại nhìn được cả về xuôi, đằng sau lái. Bên phải chạy dài một cồn cát lớn, mép viền bọt trắng. Bên trái xanh mù, như lại sắp đi vào biển nữa. Nhưng không, đó chỉ là ảo giác, chẳng mấy chốc. Bờ sông xanh xanh dịch lại gần, rồi hiện lên rõ là những bãi lầy lội, màu sắc vàng. Cả một hạm đội thả neo đổ ở giữa sông. Lên giữa đám tàu ấy, những tàu chạy hơi nước, tàu kéo đi đi lại lại. Và biết cơ mang nào là buồm. Tôi chưa hề nghĩ rằng một con sông lại có thể đông đúc đến thế. Sông Garon đã khiến tôi ngạc nhiên, thì sông Tamizer giờ đây khiến tôi thán phục. Nhiều tàu sửa soạn để nhổ neo. Trên giàn buồm, các thủy thủ chạy đây chạy đó trên những chiếc thang dây trong xa mỏng mảnh như tờ nhện. Con tàu của chúng tôi để lại sau lái một làn bọt trắng trên mặt nước vàng. Vô khối những thứ rêu rác trôi nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Nào là ván, nào là đầu đầy gỗ, nào là cỏ rác, nút chai, nào là xác. Trương sình lên. Chốc chốc, một con chim có đôi cánh lớn sa xuống đám rác rệu ấy, để rồi tức khắc kêu lên một tiếng xé tai mà bay lên, mỏ đã quắp mồi rồi. Sao Marchia lại muốn ngủ nhỉ? Nó thức dậy có hơn không? Cảnh tượng này kỳ thú, đáng xem lắm mà. Tàu càng ngược sông lại càng kỳ thú, càng đẹp. Bây giờ, cái đáng xem không chỉ có thuyền buồm hay tàu chạy hơi nước, hoặc những chiếc tàu ba buồm to lớn, những thuyền đi biển khổng lồ từ phương xa về, những tàu than đen đủi, những thuyền chất rạ và cỏ khô, trông như những đụn rơm cuốn theo dòng nước, những phao nổi to tướng sơn, đen trắng đỏ, bị dòng nước xô quay tròn. Còn gì đáng chú ý hơn là những việc xảy ra, những điều ta trông thấy ở hai bên bờ bây giờ hiện rõ mồn một. Những ngôi nhà quét sơn màu duyên dáng, những đám cỏ xanh, những cây sum suê, cành lá chưa hề chạm lưỡi dao tiện, và đây đó những chiếc cầu tàu nhô ra giữa bãi bùn đen, những tín hiệu thủy triều, những cọc xanh xanh, nhơ nhớt. Tôi ngồi như thế lâu lắm, đôi mắt mở to, chỉ để mà trông mà phục. Nhưng đến đây thì bỗng nhiên, nhà ở hai bên bờ sông dồn đóng lại, chen chúc thành từng hàng dài đỏ ngòm. Trời trở nên mù mịt, khói và sương mù quyện lại với nhau, khó mà nói được sương dày hơn hay khói. Rồi thì giữa các đồng cỏ, đáng lẽ có cây cối và gia súc, thì đột nhiên xuất hiện một rừng cột buồm, tàu bè đổ trên đồng cỏ. Không nhịn được nữa, tôi tụt từ đài quan sát xuống đi tìm Marchia. Nó đã thức giấc, hết say sóng rồi, nó không cấu kỉnh nữa và vui lòng leo lên đống thùng gỗ với tôi. Nó cũng thấy choáng và đưa tay dụi mắt. Đây đó, từ các đồng cỏ, có những con sông đào chảy ra sông lớn, các sông ấy cũng đầy tàu bè. Khốn thay, sương mù và khói cứ càng lâu càng dày đặc. Chúng tôi thì chỉ nhìn thấy cảnh vật quanh mình, từng quãng và cứ càng đi sâu vào nội địa càng lờ mờ. Cuối cùng, con tàu đi chậm lại, tắt máy và thủy thủ ném dây cáp lên bờ. Thế là chúng tôi đã ở thành phố London. Chúng tôi bước chân lên bờ, giữa đám người chỉ nhìn chúng tôi mà không nói gì với chúng tôi. Này, Marchia thân mến, lúc này là lúc cậu cần dỡ cái vốn liếng tiếng Anh của cậu ra mà dùng đấy. Không chút e ngại, Marchia đến gần một ông to béo, có chòm râu màu hung và cầm mũ ở tay, nó lễ phép hỏi đường đi công viên Green. Hình như Marchia phải mất nhiều thì giờ lắm mới làm cho người đó hiểu mình, và người đó đã bắt hắn nhắc đi nhắc lại mãi mấy tiếng. Nhưng tôi không muốn tỏ vẻ hoài nghi sự thông thái của bạn tôi. Mãi rồi nó cũng trở về chỗ. Nó nói, dễ lắm, cứ việc đi dọc sông Tamizer, chúng mình sẽ lần theo bờ kè mà đi. Nhưng ở London hồi đó không có bờ kè, nhà cửa cứ việc nhô ra tận sông. Cho nên chúng tôi phải đi theo những đường phố
đoán chừng là chạy dọc theo dòng sông. Những đường phố đó tối tăm lầy lội quá sức và ngổn ngang những xe cộ, những hòm xiển, những kiện hàng, gói bọc đủ loại. Những thứ ấy hết đây lại đó, cứ vướng chân vướng cẳng, chúng tôi len lỏi đi lên cho được rất khó khăn. Tôi buộc con Kabi vào một sợi dây thừng và kéo nó theo sát bên tôi. Mới 1 giờ trưa mà đèn khí đã thắp trong các cửa hàng. Nhìn thấy lơn đơn như vậy, chúng tôi không có cảm tình như đối với sông Tamiya. Chúng tôi cứ đi lên vài chốc, Machia lại hỏi thăm xem chúng tôi còn cách quán trọ Lincoln bao xa. Rồi chúng tôi không còn đi trên đường phố ồn ào, nhộn nhịp nữa. Chúng tôi vào những con phố vắng vẻ, chằng chịt. Ở đấy chúng tôi có cảm giác là cứ đi quẩn đi quanh tại chỗ, như trong một trận đồ bát quái chứ không tiến lên được bước nào. Bỗng nhiên, giữa lúc tưởng đã lạc đường, thì chúng tôi đến một nghĩa địa nhỏ đầy mồ mả, bia mộ đen sì như thể quét bồ hóng hay đánh xi đen, đó là công viên Grin. Trong lúc Machia đón một bóng người qua đường để hỏi han, thì tôi đứng lại để tìm khỏi đập mạnh. Tôi không thở được nữa, người tôi run lên. Rồi tôi bước theo Machia và dừng lại trước một tấm biển đồng đọc thấy mấy chữ Gret và Gerly. Machia bước lên định kéo chuông thì tôi ngăn tay nó. Nó hỏi, cậu làm sao thế? Mặt tái đi thế kia. Hượm tí đã, đợi mình bớt hồi hộp. Machia giật chuông và chúng tôi bước vào nhà. Tôi bối rối quá, không trông rõ quanh mình. Chừng như đây là một phòng giấy, có hai người đang gò lưng viết trên bàn, dưới mấy ngọn đèn khí vừa cháy, vừa reo xè xè. Machia đến nói với một trong mấy người đó, vì dĩ nhiên là tôi đã cậy nó đỡ lời. Trong khi nó nói, tôi nghe mấy tiếng, đại loại là gia đình, cậu bé, bác Bergen bằng tiếng Anh trở đi trở lại. Tôi hiểu là nó trình bày rằng, tôi là chú bé mà gia đình đã cậy bác Bergen tìm kiếm. Cái tên bác Bergen có tác dụng, mọi người nhìn chúng tôi và người kia đứng lên mở cửa, cho chúng tôi vào một căn phòng đầy giấy tờ sách vở. Một ông đang ngồi trước bàn giấy, một ông khác mặc áo dài, đầu chụp tóc giả, tay xách nhiều túi vải xanh, đang nói chuyện với ông kia. Người đưa chúng tôi vào báo cáo vắn tắt chúng tôi là ai, tức thời hai ông ấy nhìn chúng tôi từ đầu đến chân. Cái ông ngồi bàn giấy hỏi bằng tiếng Pháp, anh nào là đứa bé bác Bergen nuôi? Nghe thấy nói tiếng Pháp, tôi yên lòng bước lên một bước. Thưa ông, tôi đây. Bác Bergen đâu? Ông ta chết rồi. Hai ông nhìn nhau một lát, rồi ông có tóc giả xách mấy chiếc túi đi ra. Ông vừa hỏi tôi lại tiếp, thế anh đến đây bằng cách nào? Đi bộ đến Boulogne, rồi từ Boulogne đáp tàu thủy đi London. Chúng tôi vừa lên bộ xong. Bác Bergen có cấp tiền cho anh chứ? Chúng tôi không gặp ông bác Bergen. Thế thì làm sao các anh biết tìm đến đây? Tôi thuật lại rất vắn tắt câu chuyện mà ông ấy hỏi. Tôi nôn nóng muốn đến lượt mình hỏi một đôi câu, trước hết là một câu cháy lưỡi. Nhưng tôi không kịp hỏi. Người ta cứ bắt tôi kể, vì sao mà tôi được bác Bergen nuôi, vì sao mà lão bán tôi cho cụ Vitali, rồi khi cụ chủ tôi chết, tôi được gia đình bác A Canh cứu mạng như thế nào, và cuối cùng, khi bác A Canh bị bỏ tù vì thiếu nợ, tôi trở lại làm nghề nhạc sĩ lang thang như thế nào, tôi nói đến đâu thì ông ta ghi lại đến đó, và nhìn tôi với con mắt thế nào ấy, nó làm tôi khó chịu. Quả là ông ta có vẻ khắc nghiệt, và nụ cười có ẩn cái gì man trá. Thế còn chú bé này là ai? Ông ta vừa hỏi, vừa đưa cây bút sắt chỉ vào Machia như muốn bắn một mũi tên vào người nó. Là bạn thân, bạn nghề nghiệp, một người anh em ruột thịt của tôi. Tốt lắm. Chỗ quen biết gặp nhau trên bước giang hồ, chắc thế. Một người anh em ruột thịt, âu yếm và thân tình nhất. Ồ, ta có nói khác đâu. Tôi nghĩ đã đến lúc đặt cái câu hỏi làm tôi ấm ức trong lòng từ khi bắt đầu câu chuyện. Thưa ông, có phải gia đình tôi ở nước Anh không? Hẳn là ở Anh rồi, ít nhất là trong lúc này. Thế tôi sắp được gặp chưa? Lát nữa anh sẽ về gia đình anh. Tôi sẽ bảo người đưa anh đi. Ông bấm chuông gọi. Khó khăn lắm tôi mới thốt được mấy tiếng sau đây. Ông cho phép tôi hỏi một câu nữa thôi. Tôi có bố không? Không những bố, anh có một bà mẹ và nhiều anh chị em nữa. Chao ôi! Ông ơi! Cánh cửa mở ra, chặn đứng sự cảm khái của tôi. Tôi chỉ biết đưa mắt trào lệ nhìn Machia. Ông kia nói tiếng Anh với người mới vào. Tôi hiểu chừng như ông ấy bảo người ấy đưa chúng tôi đi. Tôi đứng dậy. Ông nói tiếp. Ồ, tí nữa thì quên.
Tên họ anh là Đơ Rích Cơn. Đó là tên bố anh. Mặc dù với vẻ mặt bất lương của ông ta, tôi cũng muốn nhảy lên ôm cổ ông ta mà hôn, nếu ông để cho tôi đủ thì giờ. Nhưng ông ta đưa tay trỏ ra phía cửa và chúng tôi đi ra. Viên Thư lại đưa tôi đi tìm gia đình là một lão già nhỏ bé, cũ cũ rù rù, cứng đờ, da dẻ nhăn nheo, mặc áo dài đen đã bợt và bóng, cổ đeo cà vạt trắng. Ra đến ngoài đường, lão ta xoa rối rít hai bàn tay, bẻ ngón tay và cườm tay cục cục, đá đá chân như muốn hất tung ra xa đôi ủng đã vẹt gót và nghếch mũi lên trời. Lão hít mạnh sương mù luôn mấy nhịp, bộ điệu khoái trá của một người đã tù cẳng trong phòng. Mắt chi a bảo tôi bằng mấy tiếng một talia, lão ta hít hít có vẻ thích thú lắm nhỉ. Lão già nhìn chúng tôi không nói một lời, lão chỉ sịch sịch như suýt chó, như thế nghĩa là chúng tôi phải bám sát gót lão, đừng có để bị lạc. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lọt vào một dãy phố nườm nượp xe cộ. Lão ta chặn một chiếc xe lại. Đây là một thứ xe lạ, kiểu ở chỗ người đánh xe đáng lẽ ngồi trên ghế, ngay sau ngựa thì lại vắt vẻo trên cao, sau một thứ mùi vải. Lão già bảo chúng tôi lên xe, phía trước thì trống hoác. Lão trỏ qua một lỗ hổng nói chuyện với người đánh xe. Nhiều lần, tiếng bét nơn gờ rinh được nhắc đến, và tôi đã ngờ rằng đó là tên cái khu phố bố mẹ tôi ở. Tôi cũng hiểu rằng gờ rinh tiếng Anh có nghĩa là xanh, và nó gợi cho tôi nghĩ rằng ở đó chắc là trồng nhiều cây cối xanh tươi. Điều này xưa nay tôi rất thích thú. Như thế thì khác hẳn những phố xá tồi tàn ở London, vừa tối tăm vừa buồn tẻ mà chúng tôi đã đi qua khi mới đến. Hẳn là một ngôi nhà rất xinh trong đô thành lớn, chung quanh trồng cây. Câu chuyện trao đổi khá lâu giữa hai người, khi thì người ngồi bên dưới phải dướng người lên tới lỗ hổng để giải thích cho người ngồi trên, khi thì bác đánh xe muốn từ trên cao tụt xuống qua lỗ hổng để nói cho rõ rằng mình chẳng biết chút gì về điều mà người khách đang nói. Marcia và tôi ngồi dồn vào một góc, còn Kaby ngồi giữa hai chân tôi. Nghe cãi cọ thế ấy, tôi ngạc nhiên, cớ sao một người đánh xe chở thuê như vậy lại có thể không biết cái nơi tươi mát như là Bét Nơn Gờ Rinh ấy. Ở London có nhiều khu phố xanh tươi chăng? Cũng khá lạ đấy. Cứ như chúng tôi đã thấy, có lẽ nhiều bồ hống hơn thì phải. Chúng tôi đi khá nhanh trong những đường phố rộng, rồi vào những phố hẹp, rồi đến những phố rộng, nhưng hầu như chẳng thấy rõ gì chung quanh mình, sương mù dày đặc che phủ tất cả. Trời đã chuyển lạnh, vậy mà chúng tôi cảm thấy khó thở như bị nghẹt. Đó là Marcia với tôi thôi, còn Viên Thư lại dẫn đường thì trái lại, lão tỏ ra rất khoan khoái. Rõ ràng, lão ta hít mạnh khí trời, miệng há to, mũi phồng lên, hít lấy hít để. Dường như lão ta cố sống cố chết, tích lấy một khối lượng lớn khí trời vào trong phổi. Thế rồi, thỉnh thoảng lão lại tiếp tục bẻ tay cục cục và duỗi chân duỗi cẳng, cứ như lão ta phải ngồi yên hàng bao nhiêu năm trời, không được cử động và không được thở. Cứ nghĩ rằng chỉ trong chốc lát, vài giây đồng hồ chưa chừng, tôi sẽ được ôm hôn bố mẹ tôi, anh chị tôi, mỗi xúc cảm lại khiến tôi phát điên lên được. Thế nhưng tôi vẫn rất muốn được nhìn cái thành phố chúng tôi đi qua. Chẳng phải là thành phố của tôi, quê cha đất tổ của tôi ơi, nhưng dù đã hoài công mở to đôi mắt, tôi vẫn chẳng thấy gì, hoặc hầu như chẳng thấy được chút gì, ngoài mấy đốm lửa đỏ của ngọn đèn khí lập lòe trong sương mù, tựa như trong một đám khói dày đặc. Ngay những chiếc đèn ló ở xe cộ qua lại cũng thấy rất lờ mờ. Thỉnh thoảng, xe chúng tôi dừng đứng ngay lại để khỏi vướng phải, hoặc cán phải những người qua lại rất đông trên đường phố. Xe vẫn chạy. Chúng tôi rời nhà Gerret và Gurley đã rất lâu rồi. Như thế, theo suy nghĩ của tôi, lại càng rõ là bố mẹ tôi ở tại miền thôn quê. Nhất định chỉ trong khoảnh khắc, chúng tôi sẽ đi ra khỏi đường phố chật chội để đi vào miền đồng nội. Marcia và tôi vẫn nắm tay nhau. Niềm tin sắp được gặp gia đình khiến tôi nắm tay nó thật chặt. Hình như chính trong lúc này, hơn tất cả lúc nào hết, tôi cần tỏ rõ cho nó biết rằng tôi là bạn chí thân, bạn suốt đời của nó. Nhưng đáng lẽ phải tới miền đồng quê, chúng tôi lại lọt vào những đường phố chật hẹp hơn và nghe có cả tiếng còi xe lửa. Thế là tôi nhờ Marcia hỏi hộ người đưa đường xem chúng tôi đã sắp đến chỗ bố mẹ tôi chưa. Câu trả lời của Marcia thật là ngán ngẩm. Nó nghĩ rằng Viên Thơ lại nhà Gerret và Gurley đáp là lão chưa hề đặt chân đến khu tụ tập của quân trộm cắp. Chắc là Marcia nghe nhầm, nó không hiểu rõ câu trả lời của lão ấy.
nhưng nó vẫn khăng khăng cái từ tiếng Anh mà viên thơ lại dùng để trả lời nó, rõ ràng có nghĩa là quân trộm cắp, chắc chắn thế. Tôi bàng hoàng một chút, nhưng rồi lại nghĩ thầm rằng viên thư lại kia sợ quân trộm cắp, chính vì chúng tôi đi vào miền đồng quê vắng vẻ và cái từ gờ rinh đặt sau từ bét nơn, có nghĩa rõ ràng là cây cối hoặc nội cỏ. Tôi nói ý nghĩ ấy với Marcia và thế là cái điều lo sợ của lão cứ khiến chúng tôi cười mãi. Những kẻ không bao giờ ra khỏi thành phố đúng là ngốc nghếch, nhưng vẫn chưa có vẻ nông thôn tí nào. Phải chăng cái nước Anh chỉ là một thành phố đầy những đá và bùn tên gọi lơn đơn? Cái thứ bùn này, nó tràn ngập cả vào trong xe, nó bắn lên tận chúng tôi từng mảng đen ngòm, một mùi nhạt thết bao quanh chúng tôi đã khá lâu rồi. Tất cả những cái đó chứng tỏ rằng chúng tôi hiện đương ở trong khu phố tồi tàn, có lẽ là khu phố cuối cùng, trước khi tới những đồi cỏ của Bét Nơn Gờ Rinh. Tôi cảm thấy như chúng tôi đương xoay quanh và thỉnh thoảng người lái xe lại cho xe đi chậm lại. Hình như anh ta cũng ngập ngừng, không hiểu là đương ở nơi nào. Thình lình, anh ta dừng ngay xe lại và cái lỗ cửa phía trên chúng tôi mở ra. Thế là một cuộc trao đổi, đúng hơn là một cuộc đôi co nổ ra. Marcia bảo tôi rằng, theo như nó nghe được thì hình như người đánh xe không muốn đi xa hơn nữa, vì anh ta không biết đường nữa rồi. Anh ta đòi phải chỉ dẫn kỹ hơn. Còn viên thư lại của Gret và Gurley vẫn trả lời một mực rằng chưa bao giờ lão ta đặt chân tới khu phố của bọn trộm cắp. Nhất định nơi đó không phải là Bét Nơn Gờ Rinh được. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Cuộc đấu khẩu lại tiếp tục qua lỗ cửa nhỏ và hai bên đều phát cấu ngang nhau, trong lời qua tiếng lại qua cái lỗ cửa ấy. Cuối cùng, viên thư lại trả tiền cho người đánh xe đương lẩm bẩm, rồi bây giờ xuống xe và lại sịch sịch với chúng tôi. Rõ ràng, chúng tôi phải xuống xe theo lão. Bây giờ thì chúng tôi đi trong một đường phố lầy lội. Một cửa hàng thắp đèn sáng choang, từ những tấm gương lớn, những mảng thiếp vàng và những cái chai vuông mặt, ánh sáng đèn khi phản chiếu sáng lòa ra ngoài đường phố, rồi xuyên qua đám sương dày ra tận con ngòi. Đó là một tiệm rượu mạnh, một ngôi nhà lầu trong đó bán rượu mạnh đủ loại, chế biến bằng chất rượu, cất từ các thứ hạt hoặc từ củ cải đỏ. Người đưa đường lại sịch sịch. Chúng tôi theo lão ta vào hiệu. Đúng là chúng tôi đã nhầm mà ngỡ rằng mình đương ở trong một khu phố tồi tàn. Tôi chưa bao giờ được thấy một chốn nào lịch sự hơn. Đầu đầu cũng là những tấm gương và những mảng thiếp vàng, quầy hàng thì giác bạc. Ấy vậy mà, những người đứng trước quầy hàng, hoặc tựa vai vào tường, hay là vào những thùng rượu, thì lại ăn mặc rách rưới. Có thể không đi giày và cặp chân trần của họ, vì lội trong những bãi phân nhão nhoẹt, cũng đen xỉn, như thể bôi xi đánh giày chưa kịp để cho khô. Trên cái quầy giác bạc ấy, người đưa đường chúng tôi mua một cốc nước trăng trắng thơm thơm, khoái trá uống cạn một hơi, cũng như trước đó một chút, lão ta đã hít lấy hít để sương mù. Sau đó, lão nói chuyện với người bán hàng mặc áo sắn tay đến khuỷu. Nhất định lão ta hỏi đường, và tôi cũng không cần phải hỏi đến Marcia nữa. Chúng tôi lại ra đi, bám gót lão ta. Đến đây đường phố hẹp lắm, cho nên dù có sương mù, chúng tôi vẫn trông thấy nhà cửa hai bên. Nhiều dây thừng chăng từ nhà nọ qua nhà kia, trên đó áo quần và tả rách vắt lòng thòng, chắc là không phải để phơi. Mình đi đâu đây? Tôi bắt đầu băn khoăn. Chốc chốc Marcia liếc nhìn tôi, nhưng nó không hỏi chuyện. Từ đường phố, chúng tôi đi vào một ngõ hẹp, qua một cái sân lại đến một ngõ phố nữa. Nhà cửa quãng này tồi tàn quá, tồi hơn cả những làng tồi tàn nhất bên nước Pháp. Một số lớn làm bằng ván gỗ như nhà xe hay chuồng bò vậy, nhưng chính lại là nhà ở, ở các thềm nhà lố nhố những người đàn bà để đầu trần và trẻ con. Khi có chút ít ánh sáng để nom rõ quanh mình, thì tôi nhận thấy những người đàn bà này nước da tái, tóc vàng nhạt buông xõa xuống vai, trẻ con hầu như trần truồng, có chút ít quần áo trên người thì đều rách bươm. Ở ngõ phố nọ, lợn ủi trong một rãnh nước động lại hôi thối. Người đưa đường cho chúng tôi dừng lại. Chắc là ông ta mất phương hướng rồi. May lúc ấy có một người đi tới chỗ chúng tôi. Ông ta mặc áo khoác xanh, đội mũ da bóng, tay ông ta đeo lon nửa đen nửa trắng, bao súng nịch ở thắt lưng. Đó là một viên cảnh sát của thành phố London. Hai người nói chuyện với nhau, sau đó chúng tôi lại đi qua nhiều ngóc ngách, sân nhà, đường phố khúc khuỷu. Hình như đây đó có những nhà đổ nát. Cuối cùng chúng tôi đến một cái sân, giữa có ao nước nhỏ.
Người cảnh sát nói, sân sư tử đỏ. Sao lại dừng lại ở đây? Ồ, đây không thể là bếp nơn gờ rinh. Bố mẹ ta đâu lại ở cái sân này cơ chứ? Thế thì tại sao? Tôi không có thì giờ suy nghĩ về những nỗi băn khoăn ấy. Viên cảnh sát gõ cửa một thứ nhà xe bằng gỗ ván và người đưa đường cho chúng tôi cảm ơn ông ta. Chúng tôi đến nơi rồi sao? Maxi siết tay tôi, nó vẫn giữ tay tôi từ đầu và tôi siết tay nó. Chúng tôi cảm thông với nhau. Nỗi khắc khoải trong lòng tôi cũng bóp thắt trái tim nó. Quá xúc động, tôi không biết người ta mở cửa đón chúng tôi như thế nào sau khi viên cảnh sát gõ cửa. Chỉ từ khi vào cái buồng lớn có ánh đèn, có lửa sưởi đốt bằng than đá sau tấm lưới sắt, chỉ từ khi ấy, sự việc mới được tôi ghi nhớ. Trước bếp lửa, trong một chiếc ghế bành rơm, trông như cái bệ thờ thánh khoét lõm vào tường, có một ông cụ già ngồi im lìm như một pho tượng, râu bạc trắng, đầu đội mũ chụp đen. Một người đàn ông và một người đàn bà ngồi đối diện nhau, ở hai bên một chiếc bàn. Người đàn ông trạc 40, mặc quần áo bằng nhưng màu xám, vẻ mặt thông minh nhưng khắc nghiệt. Người đàn bà trẻ hơn chừng 5-6 tuổi, tóc vàng rủ xuống chiếc khăn kẻ ô đen trắng choàng qua trước ngực. Mắt bà mơ màng vô định và trên gương mặt, ngày xưa chắc là đẹp, cũng như trên cử chỉ uể oải, người ta thấy dáng của một người hờ hững, vô tình. Trong phòng còn có 4 đứa trẻ, 2 trai, 2 gái, đều tóc vàng, một màu vàng nhạt như mẹ. Đứa lớn nhất khoảng 11, 12, hai đứa sau là trai, đứa bé nhất chưa đầy 3 tuổi, nó lê la dưới đất. Thoáng một cái, tôi đã thấy hết tất cả cảnh đó, trước khi viên thư lại của Gret và Gurley nói chuyện với tôi. Lão ta nói cái gì? Tôi chỉ nghe loáng thoáng và chẳng hiểu gì hết, trừ cái tên Dritcon, cái tên của tôi mà người chức việc đã bảo cho biết là tôi nghe được mà thôi. Tất cả các con mắt đều quay nhìn về phía Mark, Gia và tôi, kể cả mắt của cụ già ngồi im. Chỉ có đứa bé gái là chú ý đến Gabi. Người đàn ông mặc đồ nhung xám hỏi bằng tiếng Pháp. Trong hai chú nào là Jamie? Tôi bước lên một bước nói. Tôi. Thế thì lại hôn cha đi con. Trước đây, khi nghĩ tới phút đoàn viên này, tôi cứ hình dung rằng tôi sẽ cảm thấy có một sức bật bên trong. Nó đẩy tôi vào lòng bố tôi. Nhưng bây giờ tôi không cảm thấy sự phấn chấn đó. Tuy vậy tôi vẫn bước đến ôm hôn bố tôi. Bố tôi nói, và đây là ông con, và kia là mẹ con và các em con. Trước hết tôi đến bên mẹ tôi và ôm mẹ. Mẹ tôi để cho tôi ôm hôn, nhưng không hôn trả, mẹ chỉ nói vài câu mà tôi không hiểu. Bố bảo tôi, bắt tay ông đi con, và nhẹ nhẹ đó. Ông bị bại liệt. Tôi lại bắt tay hai em trai và em gái lớn. Tôi định bế em bé, nhưng vì mãi vuốt ve con Gabi, em xô tôi ra. Tôi vừa đi từ người này qua người khác như thế, vừa lấy làm bất mãn với mình. Sao thế chứ? Sao mà được trở về giữa cha mẹ anh em như thế này, tôi không cảm thấy vui sướng hơn trước. Tôi có cha, có mẹ, có em trai, em gái, lại có ông, tôi được đoàn tụ với người thân thế này mà sao tôi lạnh nhạt. Tôi đã chờ mong cái phút này, thiếu điều phát sốt lên. Tôi sung sướng như điên như dại khi nghĩ rằng tôi cũng sắp có một gia đình như ai, cũng có cha mẹ để yêu thương và được yêu thương. Thế mà giờ đây tôi lúng ta lúng túng, ngắm nhìn cha mẹ tôi một cách tò mò, không tìm thấy trong lòng mình một chút gì, một lời trìu mến chẳng hạn để bày tỏ với người thân. Tôi là một con yêu, con quái chăng? Tôi không xứng đáng có gia đình chăng? Ví thử, tôi tìm thấy cha mẹ tôi ở trong một tòa lâu đài, chứ không phải ở một nhà chứa xe như thế này, thì những niềm trìu mến yêu thương đã dậy lên trong lòng tôi chăng? Ý nghĩ ấy làm cho tôi nghẹn ngào vì xấu hổ. Tôi lại đến trước mẹ tôi, ôm hôn mẹ lần nữa, hôn bằng cả hai môi không dè dặt. Chắc là mẹ tôi không hiểu nguyên do gì khiến tôi trở nên cuồng nhiệt như thế, cho nên đáng lẽ ra hôn lại tôi, thì bà nhìn tôi cũng với cái vẻ hững hờ uể oải lúc trước. Rồi bà nhún vai nhẹ nhẹ, nói với bố tôi mấy câu làm cho bố tôi cười, mà tôi không hiểu. Thái độ ghẻ lạnh của mẹ và tiếng cười của cha làm tôi nát lòng. Tôi cho rằng đối xử như thế đáp lại sự bộc lộ tình cảm của tôi là không thỏa đáng. Nhưng tôi không có thì giờ suy tưởng miên man, vì bố tôi đã trỏ tay vào Maxia mà hỏi, còn chú này là ai? Tôi bày tỏ những mối liên hệ đã buộc tôi với Maxia. Tôi cố đưa tình bạn của tôi vào lời lẽ và cố nói lên cái ơn của nó đối với tôi. Ừ, nó muốn đi cho biết đó biết đây.
Tôi toan trả lời thì Marcia nói hớt. Thưa ông, đúng đấy. Thế còn lão bác Beranh? Bố tôi hỏi. Sao lão không đến? Tôi nói bác Beranh đã chết rồi. Và đó là điều thất vọng lớn nhất của tôi lúc đến Paris, khi được nghe má bác Beranh bảo cho biết bố mẹ tìm tôi. Bố tôi dịch lại cho mẹ nghe. Tôi thấy chừng như mẹ tôi đáp là hay lắm, hoặc tốt lắm gì đó. Điều chắc chắn là mẹ tôi nói đi nói lại nhiều lần những tiếng đơn giản mà tôi biết. Tại sao bác Beranh chết đi lại là hay, là tốt nhỉ? Đó là điều tôi tự hỏi mà không trả lời được. Bố tôi lại hỏi, con không biết tiếng Anh? Không, con chỉ biết tiếng Pháp và cũng biết tiếng một Talia nữa, vì có học với ông chủ đã mướn con nơi ông bác Beranh. Ông Vitali, bố đã biết. Bác Beranh nói cho bố biết tên ông ta. Cách đây ít lâu, bố sang Pháp để tìm con. Chắc con cũng tò mò muốn biết vì sao đã 13 năm, bố mẹ không lùng kiếm con mà đùng một cái lại nảy ra cái ý đi tìm bác Beranh. Chào ôi! Vâng, tò mò lắm. Thật tình là con muốn được biết lắm. Ừ, thì lại bên bếp lửa đây, bố sẽ thuật lại cho con nghe. Khi vào nhà thì tôi đã cởi đàn dựng tựa vách. Bây giờ thì cởi xác ra và ngồi vào chỗ bố tôi chỉ. Nhưng khi tôi duỗi chân lắm ướt ra trước bếp lửa thì ông tôi không nói năng gì cả, vung khạc về phía tôi như một con mèo già nổi nóng. Tôi biết là tôi quấy ông cụ nên coi chân lại. Bố tôi nói, con chẳng cần bận lòng. Ông cụ không thích người ta đến sưởi lửa của ông cụ, nhưng nếu con thấy rét thì cứ việc sưởi, không cần phải nể nang gì ông cả. Tôi lấy kinh ngạc khi nghe nói như thế về ông già râu trắng phau phau kia. Tôi tưởng rằng nếu có một người cần được nể nang thì chính là ông cụ. Vì thế tôi cứ để chân dưới ghế. Bố tôi nói, con là con lớn của bố mẹ. Lúc bố cưới mẹ thì có một người con gái trước đó, cứ tưởng rằng bố sẽ lấy cô ta. Bởi vậy cô ta coi mẹ là người tình địch và căm thù mẹ dữ dội. Để báo thù, đúng cái ngày con được 6 tháng, cô ấy đánh cắp con, mang con sang Pháp, đến Paris vứt con ở đường phố. Bố mẹ đã hết sức tìm kiếm nhưng không đến tận Paris, vì không ngờ rằng người ta mang con đi xa như thế. Bố mẹ không tìm thấy con, đã tưởng con chết rồi và mất hẳn. Thì cách đây 3 tháng, người đàn bà ấy lâm bệnh ngặt nghèo đã thổ lộ hết sự thật trước khi nhắm mắt. Lúc bấy giờ, bố tức tốc sang Pháp tìm đến ông Cẩm ở khu phố mà người ta vứt con. Ở đấy người ta cho biết rằng một người thợ nề tỉnh cơ rơ dơ đã nhận con về nuôi, và đó chính là người đã nhặt được con. Tức thời, bố đi ra Va Nông hỏi bác Beranh. Lão nói lão đã cho Vitali thuê con. Vitali là một nhạc sĩ rong, cho nên con đang dạo nước Pháp với ông già ấy. Vì bố không thể ở lại bên Pháp để đuổi theo Vitali, nên bố cậy bác Beranh và đưa tiền cho lão ta, để khi tìm được con thì cho những người thừa biện lo việc cho bố biết. Bố không để địa chỉ ở đây cho lão là vì chúng ta chỉ ở lơn đơn trong mùa đông thôi. Mùa nóng ấm thì chúng ta đi khắp nơi trên đất Anh và đất Ecosser để bán hàng rong, mang theo xe cộ và cả gia đình. Thế đấy, con ạ, ta đã tìm lại được con và sau 13 năm cách biệt, con đã trở về vị trí của con trong gia đình như thế đây. Bố biết rằng tất thế nào con cũng còn sợ sệt khó gần, vì con chưa hề biết những người thân trong nhà ta và hai bên lại chưa hiểu được tiếng nhau. Nhưng bố hy vọng rằng con sẽ chóng sống quen trong nhà này. Đúng, tôi sẽ chóng quen thôi. Cái đó dĩ nhiên quá, bởi vì tôi trở về giữa gia đình tôi và những người chung sống với tôi là cha tôi, mẹ tôi, các em trai, em gái tôi. Những chiếc tả đẹp mách bảo sai rồi. Đối với má bác Beranh, em Ly Dơ và bác A Canh, đối với những ai chở che đùm bọc tôi thì đây là điều không may. Tôi không thể giúp đỡ họ như tôi mơ ước. Bán hàng rong mà lại ở trong cái nhà chứa xe như thế này thì có đâu phải là người lắm tiền nhiều của. Nhưng đối với tôi thì nghĩ cho kỹ, chẳng có hề gì. Tôi có gia đình, thế là đủ. Còn cái việc tưởng tượng rằng mình là con nhà giàu thì chẳng qua là một giấc mơ con trẻ, có xá gì. Tình ở bên trên tiền, tôi không cần tiền bạc, tôi chỉ cần trìu mến yêu thương. Trong khi tôi chăm chú nghe chuyện bố tôi, thì bữa cơm tối đã dọn lên, những chiếc đĩa nhỏ hoa xanh bày quanh một đĩa sắt lớn đựng một tảng thịt bò bỏ lò, chung quanh xếp đầy khoai tây. Bố tôi hướng về Marcia và tôi mà hỏi, hai đứa nhỏ có đói không? Marcia không đáp,
nhe hàm răng trắng nõn ra. Thế thì chúng ta dùng bữa đi thôi, bố tôi nói. Trước khi ngồi vào bàn ăn, bố tôi đẩy chiếc ghế bành của ông tôi đến bên bàn. Rồi bố ngồi xuống, quay lưng lại bếp và bắt đầu cắt miếng thịt thăn bò quay. Ông xé cho chúng tôi mỗi người một lát lớn, kèm với khoai tây. Tôi không nuôi dạy theo phép lịch sự xã giao, nói cho đúng thì tôi không được giáo dục gì cả. Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng, các em tôi thường lấy tay bốc thức ăn, nhúng cả ngón tay vào nước sốt, rồi đưa lên miệng liếm mà hình như bố mẹ tôi không để ý. Còn ông tôi thì chỉ chăm chú vào cái đĩa của mình, bàn tay duy nhất dùng được của ông cụ cứ luôn luôn đưa từ đĩa lên mồm. Khi những ngón tay run rẩy làm sảy ra một miếng, thì mấy em trai tôi chế nhạo ông cụ. Bữa tối xong, tôi ngỡ gia đình sẽ quây quần chung quanh ngọn lửa. Nhưng bố tôi bảo sắp phải tiếp mấy người bạn, cho nên chúng tôi phải đi ngủ. Rồi ông cầm một cây nến đưa chúng tôi đến một buồng xếp tiếp với buồng ăn. Ở đấy có hai cỗ xe lớn thuộc loại những người buôn bán rong thường dùng. Bố tôi mở cửa một chiếc xe, trên ấy có hai cái giường đặt chồng lên nhau. Ông nói, giường của các anh đây, ngủ ngon giấc nha. Tôi được gia đình đơ rít cơn, đón tiếp như thế đấy. Khi lui ra, bố tôi không mang đến đi, nhưng ông đã đóng cửa kéo chốt ngoài. Như thế thì chỉ còn có việc đi ngủ thôi. Chúng tôi lên giường ngay, không chuyện vãn với nhau như bình thường chúng tôi có thói quen trước khi đi ngủ, cũng không kể lể với nhau những cảm tưởng trong cái ngày lắm việc này. Remy ngủ ngon nha, Marcia nói. Chúc Marcia ngủ ngon. Marcia không thích trò chuyện, cũng như tôi không thích. Sự im lặng của Marcia làm tôi nhẹ người. Nhưng không thích nói chuyện không có nghĩa là thích ngủ. Nến tắt rồi mà tôi vẫn không chợp mắt, cứ trăn trở trên chiếc giường nhỏ hẹp mà nghĩ ngợi về những việc đã xảy ra. Nghĩ ngợi phần mình đã đành, tôi lại nghe thấy Marcia nằm ở giường trên cũng động đậy, cũng trăn trở, nghĩa là nó cũng thao thức như tôi. Tôi hỏi khe khẽ, cậu không ngủ sao? Không, chưa ngủ được. Chỗ nằm không tốt à? Cảm ơn. Không đâu, trái lại chỗ tớ tốt lắm. Có điều là quanh tớ, cái gì cũng quay quay, y như là còn ở giữa biển và cái xe này thì cứ nhô lên hụp xuống và trồng trành bốn phía hai bên. Có phải chỉ vì say sóng mà Marcia trằn trọc không ngủ? Hay nó cũng mãi nghĩ ngợi về những điều như tôi? Nó yêu mến tôi, tâm hồn trí óc chúng tôi hòa hợp với nhau, đến mức tôi cảm thấy thế nào thì nó cảm thấy thế ấy. Giấc ngủ vẫn không đến, và đêm càng về khuya càng làm tôi sợ sệt thêm, sợ sệt vô cớ. Sợ gì? Tôi không biết, nhưng rõ ràng là tôi sợ. Không phải sợ vì nằm trong chiếc xe này ở giữa cái khu phố bét nơn gờ rinh nghèo khổ này. Đã bao nhiêu lần trong quãng đời lưu lạc, tôi phải ngủ đêm với màn trời chiếu đất, chứ đâu được yên ổn như chỗ này. Tôi biết rằng, ở đây không có gì nguy hiểm hết, mà sao tôi vẫn hãi hùng. Càng cố làm gan trấn tĩnh, tôi lại càng hoang mang tận. Thời khắc trôi qua, nhưng tôi không biết đêm đã khuya chừng nào, vì chung quanh không có đồng hồ điểm canh. Thình lình tôi nghe có tiếng động khá mạnh ở cửa buồng xếp, cái cửa này trông ra một đường phố khác chứ không ở phía sân Sư Tử Đỏ. Rồi sau nhiều tiếng gõ gọi cách quảng đều đều, thì có ánh đèn lọt vào trong xe. Tôi lấy làm lạ, vội nhìn quanh mình, còn con cabin ngủ bên cạnh thì choàng dậy định sủa. Tôi thấy ánh đèn lọt vào chỗ tôi qua một cửa sổ nhỏ trên thành xe. Giường của chúng tôi kê sát thành xe ấy, nhưng lúc đi nằm chúng tôi không để ý đến cái cửa sổ vì có màn che cửa lại. Nửa trên cửa sổ nằm đứng ngang giường Marcia, nửa dưới trông vào giường tôi. Tôi để tay lên mõm con cabi để cho nó khỏi sủa vang, làm thức giấc mọi người trong nhà và tôi nhìn ra ngoài. Bố tôi đã vào trong buồng xếp, nhanh chóng và lặng lẽ, ông mở cái cửa trông ra đường. Hai người đàn ông vác những bọc nặng bước vào, và bố tôi lại nhanh chóng và lặng lẽ đóng cửa lại. Rồi ông đặt một ngón tay lên môi và đưa tay kia đang xách đèn lên, chỉ cái xe có chúng tôi nằm. Cái đèn của ông là một thứ đèn lồng có nắp, có thể che ánh sáng tùy ý, và cái cử chỉ của ông tỏ ý bảo người ta không nên gây tiếng động làm chúng tôi thức giấc. Sự quan tâm của bố tôi khiến tôi cảm động. Tôi toan kêu lên bảo bố cứ mặc tôi vì tôi vẫn thức giấc. Nhưng rồi tôi lặng thinh, vì sợ gọi toáng lên thì làm mất giấc ngủ của Marcia. Bố tôi đỡ cho hai người đàn ông đặt các bọc đồ xuống. Rồi ông đi một lát và trở lại cùng với mẹ tôi. Trong lúc vắng bố tôi, hai người đàn ông đã mở các bọc hàng.
một bao đựng đầy những súng vải, bích tất, găng tay. Lúc đó, tôi mới hiểu cái việc thoạt đầu làm cho tôi ngạc nhiên, những người này đến bán hàng cho bố mẹ tôi. Bố tôi cầm từng món đồ hàng lên, đưa ra ánh đèn xem xét, rồi trao cho mẹ tôi. Mẹ tôi cầm chiếc kéo con cắt nhãn hiệu bỏ vào túi. Cái việc này kỳ quặc, cũng như việc mua bán giữa đêm khuya thế này, xem ra cũng thật lạ lùng. Bố tôi vừa xem hàng, vừa nói khe khẽ mấy câu với hai người đưa hàng tới. Nếu tôi biết tiếng Anh thì hẳn tôi đã nghe đủ, nhưng không hiểu tiếng thì nghe rõ làm sao được. Chỉ có hai tiếng cảnh sát thì lặp lại nhiều lần là tôi nghe rõ. Khi đã xem xét cẩn thận tất cả những món hàng chứa trong mấy cái bao, bố mẹ tôi và hai người khách ra khỏi buồng xếp để vào nhà. Buồng lại tối, rõ ràng là họ đi tính toán tiền nong. Tôi muốn tự bảo rằng những việc mắt thấy vừa rồi là bình thường thôi, không có gì lạ. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, tôi cũng không tự mình tin được. Những người đó đến nhà bố mẹ tôi, sao không đi qua sân sư tử đỏ? Tại sao khi nói về cảnh sát, họ lại thì thầm với nhau như tuồng sợ người ngoài nghe thấy? Tại sao mẹ tôi cắt các nhãn hiệu đính vào các thứ hàng bà mua? Mãi loay hoay với những câu hỏi đó, tôi không ngủ được và tôi cố xua đuổi chúng đi vì không tìm ra lời giải đáp. Nhưng không tài nào xua đuổi được. Lát sau lại có ánh sáng rọi vào xe tôi và tôi lại nhìn qua khe màn. Lần này tôi không muốn nhìn mà cứ phải nhìn. Khác với lần trước, tôi nhìn một cách tự nhiên để thấy, để biết. Bây giờ thì tôi tự nhủ không nên nhìn ra, vậy mà tôi vẫn cứ nhìn ra. Tôi cũng tự nhủ rằng có lẽ tốt hơn hết là không nên biết, vậy mà tôi vẫn cứ muốn biết. Bây giờ chỉ có bố mẹ tôi thôi. Trong khi mẹ tôi nhanh chóng gói các món hàng thành hai kiện, thì bố tôi quét một góc buồng. Dưới lớp cát khô mà ông quét bạc đi, hiện ra một nắp hầm. Ông nhấc nắp và đưa xuống hầm hai kiện hàng mẹ tôi vừa gói xong. Mẹ tôi cầm đèn soi cho bố tôi. Cái hầm sâu bao nhiêu, tôi không nhìn thấy. Làm xong, bố tôi leo lên, đẩy nắp hầm lại và lấy chổi quét cát phủ lên. Trên mặt cát, bố mẹ tôi rắc mấy cọng rơm cho giống các nơi khác trên nền buồng. Công việc xong xuôi, bây giờ không tài nào trông thấy chỗ nắp hầm được. Rồi bố mẹ tôi đi ra. Khi bố mẹ tôi nhẹ tay đóng cửa lại, thì tôi nghe thấy mát Gia động đậy trên giường, tuồng như nó kê đầu lên gối thì phải. Nó đã nhìn thấy sự việc xảy ra chăng? Tôi không dám hỏi. Bây giờ có một cái gì còn nghiêm trọng hơn là một sự lo sợ mơ hồ đang đè nặng ngực tôi. Tôi biết vì sao tôi sợ rồi. Từ đầu đến chân, cơ thể tôi đẫm mồ hôi lạnh toát. Suốt đêm tôi cứ như thế. Một con gà ở nhà bên gáy lên, báo hiệu trời sắp sáng. Bấy giờ tôi mới thiếp đi trong một giấc ngủ nặng nhọc, chập chờn, đầy những mộng mị hãi hùng làm tôi nghẹt thở. Tiếng ổ khóa có két làm tôi tỉnh giấc và cửa buồng mở ra. Tưởng bố tôi gọi chúng tôi dậy, tôi nhắm mắt lại để đừng nhìn thấy ông. Mát Chi à nói, em cậu đến mở cửa cho chúng ta đó. Nó đi rồi. Chúng tôi đứng lên. Mát Chi à không hỏi tôi có ngủ ngon không, và tôi cũng không nói gì với nó hết. Có một lúc nào đó, nó nhìn tôi thì tôi quay nhìn chỗ khác. Chúng tôi đi vào nhà bếp, ở đấy không có bố tôi, cũng không có mẹ tôi. Ông tôi thì vẫn ngồi trong ghế trước lò sưởi, y như là từ tối hôm qua ông không hề rời khỏi chỗ. Em gái lớn của tôi là Andy đang lau bàn, còn em trai lớn là Alan thì quét rác. Tôi đến bắt tay chúng, nhưng chúng không đáp. Tôi bèn đến ông tôi. Ông tôi không để cho tôi lại gần, và cũng như tối hôm qua, ông khạc nhổ về phía tôi. Cử chỉ đó làm tôi cục hứng. Tôi bảo Mark Gia, cậu hỏi giúp tớ xem, trong buổi sớm nay, lúc nào thì tớ gặp được bố mẹ tớ. Mark Gia hỏi. Nghe nói tiếng Anh, mặt ông cụ có coi giãn ra một chút, bớt cái vẻ bất động đáng khiếp đi. Ông chịu khó trả lời. Tôi hỏi, ông cụ nói gì? Nói bố cậu đi vắng suốt cả ngày hôm nay, mẹ cậu ngủ, anh em chúng mình có thể đi dạo chơi được. Ông cụ chỉ nói thế thôi à? Tôi hỏi như vậy vì thấy lời dịch của Mark Gia ngắn quá. Mark Gia có vẻ lúng túng, nó nói. Tớ không biết đoạn sau tớ hiểu có đúng hay không. Thì cứ thử nói cậu hiểu như thế nào để xem. Hình như ông cụ nói, nếu chúng ta đi ra phố mà gặp cơ hội tốt thì không nên bỏ lỡ. Rồi ông cụ nói thêm, và câu này thì tớ tin chắc là tớ hiểu rõ, hãy nhớ lấy lời tao, phải biết sống trên lưng những đứa dại. Chắc là ông cụ đoán,
Macchia đang giải nghĩa những lời ông cụ nói cho tôi hiểu. Vì nghe đến câu sau cùng này, thì ông dùng cái bàn tay không bị bại của ông làm cái cử chỉ bỏ một vật gì vào túi. Cùng lúc ấy, ông nheo mắt lại. Chúng ta đi chơi đi. Tôi bảo Macchia, trong 2 hay 3 tiếng đồng hồ, hai đứa tôi đi dạo quanh quẩn gần sân sư tử đỏ. Chúng tôi không dám đi xa ra vì sợ lạc đường. Ban ngày, khu bếp nâng gờ rinh này hiện ra còn xấu xí tồi tệ hơn ban đêm nữa. Cảnh bần cùng bày ra khắp nơi, từ nhà cửa đến người ngợm, ở đâu cũng thấy sự nghèo khổ não lòng nhất. Macchia và tôi chỉ trông thấy, chứ không nói năng gì cả. Quay trở lại thì vừa đến đầu sân, chúng tôi đi vào nhà. Mẹ tôi đã ra khỏi buồng ngủ. Từ cửa, tôi đã nhìn thấy mẹ áp đầu trên mặt bàn. Ngỡ mẹ ốm, tôi chạy đến để hôn mẹ, vì tôi không nói chuyện với mẹ được. Tôi đưa tay ôm mẹ. Mẹ tôi ngẩng đầu lên, cái đầu cứ lắc lư, rồi mẹ nhìn tôi, nhưng chắc là không trông thấy. Lúc ấy, từ hơi thở nóng hổi của mẹ tôi toát ra mùi rượu mạnh. Tôi lùi lại. Mẹ tôi lại gục đầu vào bên cánh tay duỗi thẳng trên mặt bàn. Ông tôi nói dinh, nhìn tôi mà cười gằn và nói mấy tiếng gì nữa, tôi không hiểu. Lúc đầu, tôi đứng sững như mất hồn. Giây phút sau, tôi nhìn Macchia, Macchia cũng nhìn tôi, ứa nước mắt. Tôi ra hiệu cho nó, rồi hai đứa tôi trở ra. Vai kề vai, tay nắm tay, chúng tôi đi mãi, không nói với nhau một lời, cứ nhìn thẳng trước mặt mà đi tới, không biết là đi đâu. Macchia có hơi lo ngại hỏi, chúng mình đi đâu thế này? Không biết, đi chỗ nào nói chuyện với nhau được thì đi. Mình cần nói với cậu điều này, nhưng ở đây, giữa đám đông này, mình không nói được. Chính như thế đấy. Trong cuộc đời nay đây mai đó, qua nội qua rừng, theo kiểu cụ Vitali, tôi đã có thói quen không bao giờ nói chuyện quan trọng giữa đường phố hoặc trong làng, và khi nói có người qua lại là tôi quên ngay những ý định nói. Vậy mà lúc này tôi lại muốn nói chuyện quan trọng với Macchia, và tôi hiểu rõ là tôi sẽ nói gì với nó. Lúc ấy, chúng tôi đã vượt qua những ngõ hẹp đến một đường phố rộng hơn. Ở cuối đường hình như có cây cối. Có lẽ ở đầu ấy là thôn quê rồi, chúng tôi đi theo hướng ấy. Nhưng không phải là thôn quê, mà là một công viên bao la, có những bồn cỏ rộng xanh mướt và những lùm cây tơ đây đó. Chỗ này quả là chỗ lý tưởng để tâm sự. Tôi đã có chủ định, tôi biết rõ tôi muốn gì. Khi đã ngồi yên ở một xó cách bức và kín đáo, tôi nói với bạn tôi. Macchia thân mến, cậu biết là mình yêu thương cậu, và chắc cậu cũng biết là chỉ vì tình bạn mà mình bảo cậu đi theo mình về nhà bố mẹ mình chứ. Bây giờ mình yêu cầu cậu làm gì thì cậu cũng chả nghi ngờ gì cái tình bạn của mình. Phải không? Cậu ngu lạ. Macchia đáp và gượng cười. Cậu cười để cho mình khỏi mũi lòng. Nhưng mũi lòng cũng chả việc gì. Mình còn khóc được với ai nếu không là với cậu. Nói đến đây, tôi ngã vào lòng Macchia khóc òa lên. Những lúc một thân một bóng, thất thểu trên mặt đường mênh mông, tôi cũng chưa bao giờ thấy khổ sở như hôm nay. Tôi nấc lên một hồi rồi cố trấn tĩnh. Tôi đưa Macchia đến vườn này có phải để cho nó than thở vì tôi đâu. Không phải vì tôi, chỉ vì nó. Tôi nói, Macchia ơi, cậu phải đi thôi. Cậu trở về Pháp đi. Kìa cậu à, không đời nào. Mình biết trước, thế nào cậu cũng trả lời mình như vậy. Và cậu hãy tin rằng mình lấy làm sung sướng, rất sung sướng được nghe cậu nói, không đời nào cậu rời mình. Tuy vậy, cậu phải rời bỏ mình đi, cậu trở về Pháp hay đi một ta ly a tùy cậu, về đâu không quan trọng, miễn là cậu không ở trên đất nước Anh nữa. Thế còn cậu, cậu định đi đâu? Cậu tính cho chúng ta đi đâu đây? Mình ấy à? Mình thì phải ở lại đây, ở lơn đơn đây với gia đình mình chứ. Bổn phận của mình không phải ở bên cạnh bố mẹ mình thì là gì? Còn lại bao nhiêu tiền, cậu lấy mà đi đi. Đừng nói thế, Jamie. Nếu có một người cần đi, thì người ấy là cậu mới đúng. Tại sao? Tại vì, Macchia này, cậu hãy trả lời tớ thẳng thắn, thành thực, không nể nang, không e sợ, tối hôm qua cậu thức. Và cậu có trông thấy, phải không? Macchia không ngước mắt lên, đáp khe khẽ. Mình thức. Cậu thấy gì? Tất cả. Và cậu hiểu. Là những món hàng bọn kia đem tới bán, không phải là hàng buôn. Bố cậu rầy chúng sao không gõ cửa trước, mà lại gõ cửa buồn xếp. Chúng bảo chúng bị cảnh sát rình mò theo dõi. Đã thế thì cậu phải thấy cậu đi là đúng. Nếu tớ cần phải đi thì cậu cũng phải đi.
chả ai cần hơn ai. Khi mình yêu cầu cậu đi với mình, thì mình ngỡ là gia đình mình sẽ cho cả hai đứa đi học và chúng ta sẽ ở gần nhau. Sở dĩ mình tin thế, vì nghe má, bác mơ ranh nói, và cũng vì mình mơ tưởng thế. Nhưng sự việc đã không như thế, và chiêm bao vẫn hoàng là chiêm bao. Cho nên chúng ta phải chia tay nhau. Không khi nào. Hãy nghe mình cho kỹ, hãy thông cảm với mình đi, Mát Chia. Đừng làm mình buồn bực thêm mà. Ví như chúng mình gặp lão Garofoli ở Paris và lão bắt cậu về thì có phải là cậu không muốn cho mình ở lại với cậu? Phải không nào? Ấy đấy, cái điều mình nói với cậu bây giờ đây, tất cậu cũng nói với mình nếu gặp trường hợp ấy. Có đúng thế không? Cậu hãy nói cho mình biết có đúng thế không? Bây giờ đến lượt cậu phải nghe tớ nói, cậu nghe cho rõ đây. Khi ở Savanon, nghe cậu bảo gia đình cậu đi tìm cậu thì mình buồn lắm. Đáng lẽ phải vui thì mình lại bực mình. Mình đã không nghĩ tới hạnh phúc của cậu, mình chỉ nghĩ tới mình. Mình tự nhủ là cậu sẽ có anh chị em mà cậu sẽ yêu thương như yêu thương mình, có lẽ còn hơn mình nữa. Những người ấy là những người giàu sang, thông thái, lịch sự, những cậu ấm, cô chiêu xinh trai đẹp gái. Mình nghĩ thế rồi hóa ra ghen tị. Đó là điều cậu cần biết, đó là sự thật mà mình cần thú nhận với cậu, để cậu tha thứ cho mình. Nếu cậu có thể tha thứ cái loại tình cảm xấu xa như vậy. Chào ôi, Mát Chia, nói đi, nói là cậu tha thứ cho mình đi. Sẵn lòng. Mình có thấy nỗi buồn phiền của cậu. Mình có bao giờ thù hằn cậu đâu. Bởi vì cậu là con bò, và là con bò lành quá. Còn mình thì ác. Cậu tha thứ cho mình vì cậu tốt bụng, chứ mình thì mình không tự tha thứ đâu, vì mình không lành như cậu. Cậu chưa biết hết đâu. Mình tự bảo, ta đi với hắn sang Anh để xem sao. Rồi khi hắn đã sung sướng, thật sung sướng rồi. Khi hắn không có thì giờ nghĩ đến ta nữa thì ta cút, và cút thẳng. Ta sẽ đi một mạch về Luca, hôn em Christina của ta. Nhưng đáng lẽ giàu sang và sung sướng như chúng mình tưởng, thì cậu không giàu và cậu. Nghĩa là cậu không như chúng mình tưởng trước đâu. Bởi vậy, mình không nên xéo, và cái người cần ôm vào lòng không phải là em gái mình. Cái người cần ôm vào lòng là người bạn nghề nghiệp, người bạn thiết cốt, người anh em của mình. Cái người đó là Jamie. Mát Chia nói thế và cầm lấy tay tôi mà hôn. Bấy giờ nước mắt tôi tuôn trào, nhưng nước mắt này không đắng cay, không nóng bỏng như trước nữa. Tuy hết sức cảm động, tôi vẫn không từ bỏ ý định. Cậu phải đi đi. Cậu phải trở về Pháp, phải gặp Lier, bác A Canh, má bác Bơ Ranh, gặp tất cả những người thân của tớ và nói cho họ biết. Vì sao tớ không giúp được họ như tớ mong muốn, tớ mơ tưởng và hứa hẹn. Cậu sẽ phân trần là bố mẹ tớ không giàu có, giống như những gì chúng mình tưởng. Thế cũng đủ để họ tha thứ cho mình. Cậu hiểu chứ? Gia đình tớ nghèo, cái đó giải thích tất. Nghèo khó không phải là điều đáng xấu hổ. Không phải vì nghèo mà cậu muốn cho mình xéo. Bởi vậy mình không đi. Mát Chia ơi, mình van cậu. Cậu đừng làm cho mình khổ thêm. Cậu thấy mình đã khổ quá rồi mà. Ồ, tớ không muốn ép cậu nói ra cái điều mà cậu sợ xấu hổ. Tớ không linh lợi, không tinh ý, không hiểu hết những cái dội vào đầu. Nó đập đập trên đầu, nhưng tớ cảm thấy hết những cái sói vào chỗ này. Nó đặt tay lên ngực. Không phải vì cha mẹ cậu nghèo mà cậu muốn cho tớ bước. Không phải vì họ không nuôi nổi tớ, vì tớ có ăn báo cô người ta đâu. Tớ sẽ làm lụng cho người ta chứ. Cậu muốn mình đi nơi khác, bởi cậu đã thấy những việc đêm qua và cậu sợ cho mình. Đừng nói thế, Mát Chia. Cậu sợ rồi đến lúc mình phải cắt nhãn hiệu những món hàng không mua mà có. Ôi chao ôi! Mát Chia thân mến ơi, cậu im đi mà. Lấy cái gì dám chắc rằng không thể có hai đứa bé bị vứt bỏ ở đại lộ bờ rơ tơi cùng một hôm. Và tại sao Viên Cẩm lại không có thể nhầm lẫn khi chỉ cho ông Đơ Rích Cơn về Savanon? Có thể lắm chứ. Cái đó thì phi lý quá. Cũng có lẽ. Điều tớ nói, tớ giải thích nghe ra phi lý. Chẳng qua là tớ nói kém, tớ giải thích không ra trò bởi cái đầu óc khốn nạn của tớ. Người khác sẽ giải thích hay hơn và nó sẽ trở nên có lý. Chỉ có tớ mới là phi lý, thế thôi. Chao ôi, không. Chưa phải thế là thôi đâu. Cuối cùng, cậu phải chú ý rằng cậu không giống bố cậu, cũng không giống mẹ cậu. Và cậu không có mái tóc vàng như các em cậu. Tóc tất cả lũ chúng, tất cả, cậu nghe rõ chưa, đều một màu vàng như nhau.
Nếu là anh em thì sao tóc cậu lại không thấy? Mặt khác, có điều này cũng lạ, rất lạ, tại sao người ta nghèo như thế mà bỏ ra được nhiều tiền như thế để tìm lại một đứa con? Vì các lẽ ấy, theo tớ thì cậu không phải là một người họ đờ rít cơn. Tớ biết rằng tớ chỉ là một con bò thôi, người ta luôn luôn mắng tớ như vậy, lỗi ở cái đầu óc kém thông minh này. Nhưng tớ cũng cứ tin chắc rằng cậu không phải là một chú bé đờ rít cơn và cậu không nên ở gia đình đờ rít cơn. Nếu bất chấp tất cả, cậu muốn ở lại thì mình cũng ở lại với cậu. Nhưng cậu cũng phải cố gắng viết cho má bác Bơ Ranh một lá thư để hỏi thật rõ xem những tã lót và áo sống của cậu lúc bấy giờ như thế nào. Khi được thư trả lời, cậu sẽ hỏi thử người mà cậu gọi là bố. Và lúc ấy, có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn ít nhiều. Từ nay đến đó, mình sẽ không đi đâu hết. Mình ở đây với cậu, ra sao thì ra. Cần làm việc thì chúng mình cùng làm với nhau. Nhưng nếu rủi một ngày kia, người ta choảng lên đầu chú Mark Chia, cái đó không phải là cái khổ nhất, vì bạn mà nhận đòn thì đòn có đau đâu. Đến đêm, chúng tôi mới về đến sân Sư Tử Đỏ. Suốt ngày, chúng tôi chỉ đi dạo trong công viên xinh đẹp, vừa đi vừa trò chuyện sau khi mua một miếng bánh mì ăn lót dạ. Lúc bấy giờ, bố tôi đã về và mẹ tôi cũng tỉnh rượu rồi. Cả bố lẫn mẹ không trách mắng chúng tôi về việc đi chơi quá lâu. Sau bữa tối, bố tôi bảo cần nói chuyện với hai đứa tôi. Bố đưa chúng tôi đến trước lò sưởi, khiến ông tôi buông một tiếng gầm gừ. Quả là ông tôi bảo vệ chỗ sưởi của mình một cách dữ tợn thật. Bố tôi hỏi, ở bên Pháp, các anh sinh nhai như thế nào? Nói cho tôi nghe thử xem. Tôi kể lại công việc làm ăn của chúng tôi, như ông đã bảo. Như thế thì các anh không bao giờ lo chết đói, có phải không? Không bao giờ. Mark Chi A đầy tự tin. Chẳng những chúng tôi sinh sống được, mà chúng tôi còn kiếm ra tiền để tậu một con bò sữa nữa. Và đến lượt Mark Chi A thuật lại chuyện mua bò. Thế thì các anh cũng lắm tài đấy. Hãy cho tôi xem các anh làm được những gì nào. Tôi lấy thụ cầm làm một bản, nhưng không phải là bài dân ca xứ Náp Lơ của tôi. Khá đấy, khá đấy. Bố tôi nói, còn Mark Chi A thì làm được gì? Mark Chi A chơi một bài vĩ cầm và một bài kèn đẩy. Bản sau này làm cho lũ nhỏ vỗ tay rầm rộ, chúng đứng thành vòng tròn chung quanh chúng tôi để nghe. Còn con Kabi, nó biết làm trò gì? Thiết tưởng các anh mang con chó theo không phải để cho vui mà thôi. Chắc ít nhất nó cũng kiếm đủ ăn phần nó chứ. Tôi tự hào về tài nghệ của con Kabi. Thật ra không phải vì nó mà thôi, mà còn vì cụ Vitali nữa. Tôi muốn nó diễn một đôi tiết mục trong kho trò của nó. Kabi được lũ nhỏ hoan nghênh nhiệt liệt, như thường lệ. Bố tôi nói, ồ, con chó này là cả một gia tài đây. Tôi đáp lời khen đó bằng những lời ca tụng con Kabi. Tôi cam đoan rằng nó có thể học tập nhanh chóng tất cả những gì người ta vui lòng dạy nó, kể cả những ngón mà thường thường chó không làm được. Bố tôi dịch những lời tôi nói ra tiếng Anh. Hình như ông có thêm thắt đôi câu mà tôi không hiểu, nhưng làm mọi người cười ầm. Ông tôi cũng cười và nheo mắt nhiều lần kêu, phai đốc, nghĩa là chó đẹp. Còn Kabi không lấy thế làm vinh hạnh. Bố tôi lại nói, đã thế thì ta đề nghị với hai anh thế này. Nhưng trước hết, Mark Chi A phải cho biết, chú ở trên đất anh có tiện không? Và chú có muốn ở đây với chúng tôi không? Tôi muốn ở lại với Jamie. Mark Chi A đáp, Jamie đi đâu thì tôi đi đó. Mark Chi A tự cho là ngu, nhưng thật ra là nó láu. Nó tinh ý hơn nó nói ra nhiều, hơn cả là nó tưởng. Bố tôi lấy làm vừa lòng về câu trả lời của nó, vì không hiểu ẩn ý trong đó. Ông nói, đã thế thì tôi trở lại với đề nghị của tôi. Nhà ta nghèo, cho nên ai cũng phải làm việc cả mới có cái sống. Mùa hè ta đi rong trên đất Anh, và các con ta đưa hàng tới bán tận nhà cho những người không chịu bỏ công đi mua. Mùa đông ta không có việc gì làm cho lắm. Chừng nào chúng ta còn ở London thì Jamie và Mark Chia có thể đi đánh đàn ở các phố. Chắc chắn là hai chú sẽ đạt những khoản thu hàng ngày khá lắm, nhất là vào khoảng gần đến ngày lễ Noel. Nhưng ở đời không nên phung phí, cho nên con Kabi thì phải để cho nó đi diễn trò với thằng A Lơn và thằng Đét. Tôi vội vã nói, chỉ có đi với con thì con Kabi mới diễn trò tốt. Bắt con rời nó thì không tiện cho con. Nó sẽ tập làm việc với A Lơn và Đét. Con cứ yên lòng.
chia toán của con ra như vậy sẽ thu được nhiều tiền hơn. Nhưng mà nó đi riêng thì chẳng làm nên cơm cháo gì, con cam đoan là thế. Vả lại, số thu của Mark Gia và con sẽ sụt đi. Biểu diễn với con Gabi, chúng con sẽ thu nhiều hơn. Chuyện thế là đủ rồi, bố tôi nói. Khi ta đã quyết định một điều thì ta muốn điều đó phải được thực hiện, và thực hiện tức khắc. Đó là gia pháp ở nhà này. Ta muốn anh phục tùng gia pháp đó như mọi người. Biết không thể rằng một rằng hai gì được, tôi không nói nữa. Nhưng tôi nghĩ thầm rằng những điều tôi mơ ước cho con Gabi cũng diễn ra một cách đen tối như những mơ ước của bản thân tôi. Thế là chúng tôi sắp xa nhau. Nó sẽ buồn và tôi cũng buồn biết bao nhiêu. Chúng tôi trở về chiếc xe hôm qua đi ngủ. Hôm nay bố tôi không đẩy chốt cửa nhốt chúng tôi. Tôi vừa nằm xuống thì Mark Gia chưa cởi áo xong đã lại ghé tai tôi nói thầm. Mày thấy không, cái người mà mày gọi là bố đó không những bắt con làm việc cho ông ta, lại bắt cả chó cũng phải làm. Cái việc này đã làm sáng mắt mày ra rồi chứ. Đến mai chúng mình viết thư cho má bác Bơ Ranh nhé. Nhưng sáng hôm sau thì phải dặn bảo con Gabi đã. Tôi ôm nó trên tay, vừa hôn lên mũi nó nhiều lần. Tôi vừa nhẹ nhàng êm ái giải thích cho nó hiểu tôi muốn nó làm gì. Tội nghiệp con chó. Nó nhìn tôi quyến luyến, nó nghe tôi chăm chú làm sao. Khi tôi trao chiếc dây dắt cho Alan, tôi giải thích với nó lần nữa. Con chó mới thông minh, dễ bảo làm sao. Nó đi theo hai em tôi, dáng buồn rầu nhưng không phản kháng. Về phần Mark Gia và tôi thì bố tôi đã hạ cố đưa chúng tôi đến một khu phố. Ở đấy có cơ kiếm được nhiều tiền. Chúng tôi đi xuyên qua thành phố London để đến những ngôi nhà tráng lệ với những cổng nguy nga trong những đường phố đồ sộ hai bên có vườn tược. Ở mấy con đường đẹp đẽ rộng lệ ấy, không có những người nghèo khổ rách rưới và đói khổ, chỉ có những bà phu nhân xinh đẹp, áo xiêm sặc sỡ, những cỗ xe ván cửa bóng loáng như gương, những người xà ít to béo, tóc rắc phấn thơm, dùng những con ngựa quý giá. Đường đi khá dài, chúng tôi trở về sân sư tử đỏ hơi chậm. Tôi rất sung sướng lại được thấy con Gabi, lắm lem nhưng hí hửng. Tôi sung sướng được gặp lại nó, đến nỗi sau khi lấy rơm khô kỳ cọ thật sạch cho nó, tôi bọc nó trong tấm da cừu và ủ nó trên giường tôi. Trong hai đứa, nó và tôi, đứa nào sung sướng hơn, kể cũng khó nói. Mọi việc cứ qua đi như thế trong nhiều hôm liền. Chúng tôi đi từ sáng, diễn hết vai trò ở khu phố này thì đi đến khu phố khác, mãi đến tối mới về nhà. Trong lúc đó thì Alan và Ned dẫn con Gabi đi biểu diễn. Nhưng một hôm, bố tôi bảo, hôm sau tôi có thể mang con Gabi theo, bởi vì ông giữ Alan và Ned ở nhà. Chúng tôi thích quá. Chúng tôi quyết nỗ lực thu một món tiền lớn với Gabi, sao cho từ nay về sau, người giao hẳn nói cho chúng tôi. Vấn đề là phải thu hồi con Gabi, cho nên cả Mark Gia lẫn tôi đều không tiếc công sức. Thế là sáng hôm đó, chúng tôi chăm chút tắm rửa, chải chuốt cho nó thật kỹ. Rồi chúng tôi lên đường, tìm đến khu phố mà kinh nghiệm cho chúng tôi biết là chư vị khán giả ở đây móc túi chi tiền một cách dễ dàng. Muốn vậy, chúng tôi phải đi suốt London, từ Đông sang Tây. Không may cho kế hoạch chúng tôi dự định là từ hai hôm rồi sương mù không tan. Trời lúc này là một tầng mây màu da cam và trong các đường phố lững lơ một màn khói xám xám, cách ít bước đã không còn trông rõ hình người. Thế này thì người ta ít đi ra đường đây, và từ sau các cửa sổ, người ta nghe chúng tôi đàn hát, chứ không nhìn thấy con Gabi. Đó là một điều không lợi cho khoản thu nhập. Bởi thế, Mark Gia cứ nguyện rủa cái màn sương chết tiệt, không ngờ rằng lát sau nó giúp ích cho cả ba chúng tôi. Chúng tôi rảo bước đi nhanh để giữ con Gabi bên gót. Chốc chốc, tôi bảo nó một câu. Đối với nó, câu nói đó có tác dụng hơn một cái xích chắc nhất. Chúng tôi đi qua một phố đông đúc nhất và buôn bán thịnh vượng nhất của thành phố London. Thình lình, tôi thấy vắng con Gabi. Nó ra sao rồi? Lạ thật. Tôi rẽ vào đầu một ngõ phố, đứng lại chờ nó. Tôi huýt sáo khe khẽ vì tôi không trông được xa. Tôi bắt đầu lo có kẻ bắt trộm nó, thì thấy nó phi đến, mồm ngoạm một đôi tất len, đuôi ve vẫy mừng rỡ. Nó chồm lên, đặt hai chân trước lên người tôi và đưa đôi tất để tôi cầm lấy. Trông dáng nó đắc ý lắm, như những khi vừa hoàn thành một tiết mục khó khăn nhất, nó đến đòi tôi ban khen. Sự việc xảy ra trong nháy mắt. Tôi còn đương kinh ngạc thì đột nhiên Mark Gia một tay chụp đôi tất,
một tay lôi tôi đi sâu vào trong ngõ. Nó nói, đi nhanh lên nhưng mà đừng chạy. Mấy phút sau, nó mới giải thích cho tôi rõ vì sao phải chạy trốn. Tớ cũng như cậu, đang ngẩn ngơ tự hỏi, đôi tất này từ đâu ra thì tớ nghe thấy một người nói, thằng kẻ cắp đâu rồi? Thằng kẻ cắp là con Kabi đó, chắc cậu hiểu. Nếu không có sương mù thì người ta đã tóm cổ chúng mình vì tội ăn cắp rồi. Tôi hiểu quá chứ. Tôi uất ức đến nghẹn thở. Chúng nó đã biến con Kabi hiền lành, lương thiện thành một tên kẻ cắp. Tôi bảo Machia, đi về thôi. Cậu cầm dây dắt lấy con Kabi. Machia không nói gì cả. Chúng tôi đi nhanh về tới sân sư tử đỏ. Bố mẹ và mấy em tôi đang gấp vải quanh bàn. Tôi ném đôi tất lên bàn, làm thằng A Lơn và thằng Nét bật cười. Tôi nói, đây là một đôi tất con Kabi vừa đánh cắp, vì người ta đã biến con Kabi thành một tên kẻ cắp. Tôi muốn tin rằng đây chỉ là một trò đùa thôi. Tôi vừa nói vừa run, nhưng chưa bao giờ thấy mình cương quyết như thế. Bố tôi hỏi, nếu không phải là trò đùa thì mày làm cái gì? Thử nói xem. Tôi sẽ buộc dây vào cổ con Kabi rồi đem dìm xuống sông Tamiya. Mặc dù tôi yêu quý nó, tôi không muốn con Kabi trở thành một tên trộm cắp, cũng như không muốn mình trở thành một tên trộm cắp. Nếu tôi nghĩ rằng một ngày kia tôi sẽ phải thế thì ngay tức khắc tôi đâm đầu xuống sông tự tử cùng nó. Bố tôi nhìn thẳng vào mặt tôi, vung tay giận dữ như muốn quật chết tôi. Đôi mắt ông thiêu đốt tôi, nhưng tôi không nhìn xuống. Dần dần mặt ông giãn ra. Ông nói, mày cho đó là một trò đùa thì đúng, đấy là một trò đùa. Để cho cái trò đùa ấy đừng diễn lại, từ nay con Kabi chỉ đi với mày thôi. Từ bấy giờ chúng tôi chỉ nói đến Arthur, bà Milligan và ông Di em Milligan. Arthur và bà mẹ nó hiện ở đâu? Tìm chỗ nào thì thấy được người ta. Việc ông Di em Milligan đến đây gợi ra cho chúng tôi một ý định và giúp chúng tôi nghĩ ra một kế hoạch mà chúng tôi tin chắc rằng sẽ thành công. Ông Di em Milligan đã tới sân sư tử đỏ một lần, thì thế nào ông cũng đến lần thứ hai, lần thứ ba. Ông ấy không có việc với bố tôi là gì. Cho nên lần sau, lúc ông về thì Machia sẽ đi theo ông. Vốn ông không biết mặt Machia mà. Thế là ta biết chỗ ở của ông. Rồi thì ta gợi chuyện với kẻ ăn người ở trong nhà, và có lẽ những điều họ cho biết sẽ đưa chúng ta đến bên cạnh Arthur. Chứ không sao, trí tưởng tượng của chúng tôi cho là việc này nhất định sẽ thực hiện. Cái kế hoạch tốt đẹp ấy không những có thể giúp chúng tôi tìm Arthur vào một lúc nhất định nào đó, mà bây giờ đây nó lại gỡ cho tôi khỏi nỗi lo âu. Từ sự việc con Kabi và từ khi có thư trả lời của má bác Beran, Machia luôn luôn nhắc tôi bằng mọi cách, chúng ta trở về đất Pháp thôi. Điệp khúc ấy mỗi ngày lại được nó tô vẽ thêm tình tiết mới. Đáp lại, tôi đưa ra một điệp khúc khác, cũng luôn luôn lặp đi lặp lại một giọng. Tớ có bổn phận không được từ bỏ gia đình, và chúng tôi không nhất trí được với nhau là ở cái vấn đề bổn phận ấy. Liên tiếp nổ ra những cuộc tranh cãi không đi đến đâu, bởi vì bên nào cũng khư khư giữ chặt cái ý mình. Phải đi thôi, tớ phải ở lại. Những khi tôi thêm để tìm cho được Arthur vào cái điệp khúc muôn thuở, tớ phải ở lại, thì Machia không còn đường cãi nữa. Nó không thể chống lại vấn đề Arthur, cần phải cho bà Milligan biết rõ ý đồ của em chồng bà chứ. Nếu chờ ông Milligan đến mà cứ ngày đi vắng từ sớm đến tối như từ khi chúng tôi đến London đến nay thì thật là ngu xuẩn. Nhưng cũng đã gần đến lúc chúng tôi không đi biểu diễn ngoài phố ban ngày nữa. Chúng tôi sắp đi diễn đêm vì những cuộc họp tấu trong dịp lễ Noel tiến hành vào khoảng giữa đêm. Như thế thì ban ngày nằm nhà, các một đứa canh phòng nghiêm ngặt, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp ông chú của Arthur. Một hôm Machia nói với tôi, giá cậu biết, tớ mong cậu tìm thấy bà Milligan chừng nào. Tại sao mới được chứ? Tại vì bà ấy tốt với cậu quá. Rồi nói lại thêm, và cũng vì có lẽ bà ấy có thể làm cho cậu gặp được bố mẹ. Machia, cậu không muốn tớ nói rõ cái điều ấy. Tớ không cố ý nghĩ như vậy, nhưng hiểu sao mà không một phút nào tớ có thể chấp nhận rằng cậu lại là con trong nhà đờ rít cơn này. Hãy nhìn kỹ tất cả những người trong gia đình ấy và hãy nhìn lại cậu một chút. Không phải tớ chỉ muốn nói đến những món tóc chổi rễ đâu. Thử hỏi xem cậu có cái kiểu giơ bàn tay như cái ông cụ nội ấy và cái cười giả tạo của cụ ta không? Rõ ràng cậu phải là người thượng lưu
và nhất định là như thế khi nào chúng ta tìm gặp được bà Milligan. Vì sao vậy? Tớ nghĩ một điều. Hãy nói xem sao. Ồ, không. Vì sao mà không? Vì nếu ý nghĩ đó ngu xuẩn, thì nếu nó không đúng thì ngu xuẩn quá. Không nên mừng trước về những việc chưa thực hiện. Ta phải rút bài học ở cái chuyện cây lá xanh tươi trong khu bếp nơn chứ. Chúng ta đã trông thấy nhiều đồng cỏ tươi tốt, nhưng thực tế chỉ là những ao đầm lầy lội rồi mà. Tôi không vật này vì tôi cũng có một ý nghĩ. Thực ra thì ý nghĩa của tôi lờ mờ, phím ảo, rụt rè lắm, chắc là còn ngu xuẩn hơn của Marcia nhiều. Tôi tin thế. Chính vì vậy mà tôi không gạn hỏi thêm Marcia. Ví thử ý nghĩ của nó lại giống ý nghĩ đang phản phất trong đầu tôi như một giấc chiêm bao, thì tôi biết trả lời thế nào. Tôi đã không dám diễn đạt ra rõ ràng, thì sao tôi lại có gan tranh cãi với nó được? Chỉ có việc chờ đợi thôi, và chúng tôi chờ đợi. Trong khi chờ đợi thì chúng tôi tiếp tục chạy ngang, chạy dọc giữa thành phố London, bởi vì chúng tôi không thuộc hạng những nhạc sĩ có ưu thế, làm chủ một khu phố có công chúng riêng của mình. Chúng tôi bé bỏng quá, mới mẻ quá, không thể làm vương làm tướng một nơi nào. Chúng tôi bắt buộc phải nhường chỗ cho những người biết chứng minh quyền sở hữu của mình bằng những luận cứ mà chúng tôi không đủ sức bác bỏ. Đã bao lần sau khi trổ tài nghệ chơi những bài tủ sắp được thu tiền thì phải vội vàng cuốn gói trước một anh chàng ê cốt xe hộ pháp, chân không đi tất, váy xòe, áo khoác kẻ ổ, mũ cắm lông chim. Chỉ nghe tiếng kèn bị của anh ta thôi, chúng tôi cũng đủ chạy đi rồi. Chiếc kèn đẩy của Marcia có thể át tiếng kèn bị ấy, nhưng sức chúng tôi thì không đương đổi sức con người thổi kèn bị kia. Chúng tôi cũng không đủ sức cự địch những toán nghệ sĩ da đen đương dạo khắp phố phường, những người da đen giả hiệu ấy ăn mặc một cách lố bịch. Họ mặc những chiếc áo hình đuôi cá, họ đóng những cổ áo rộng thênh thang, nó bọc cái đầu họ lại như tờ giấy bọc bó hoa. Bọn này làm chúng tôi khủng khiếp hơn cả bọn đàn hát ê cốt xe. Thoạt thấy họ đến, hay chỉ mới nghe tiếng đàn băng vô của họ thôi, chúng tôi cũng đã kính cẩn im lặng và rút lui khỏi chỗ đó, đến một khu vực có hy vọng không gặp một toán nào khác. Hoặc là chúng tôi xem họ và chờ họ dứt những tiết mục âm ý của họ rồi mới biểu diễn. Một hôm, đang đứng làm khán giả của họ, tôi chợt nhận thấy một người trong bọn họ, người kỳ quặc nhất, ra hiệu cho Marcia. Thoạt tiên, tôi tưởng anh ta muốn chế giễu chúng tôi, đưa chúng tôi làm trò cười cho khán giả. Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy Marcia trả lời anh ta một cách thân thiện. Cậu quen với anh ấy à? Tôi hỏi nó. Anh Bob đấy. Bob nào nhỉ? Anh bạn Bob của tớ trong gánh xiếc gác xô, một trong hai vai hề tớ đã nói. Chuyện với cậu ấy mà. Tớ biết chút ít tiếng Anh là nhờ anh ấy nhiều hơn cả. Lúc đầu, cậu không nhận ra ta à? Đành rồi. Ở đàn gác xô, anh ấy đầu xoa bột trắng. Ở đây thì lại trác xi. Khi toán nhạc sĩ da đen ấy biểu diễn xong, anh Bob đến chỗ chúng tôi. Có nhìn thấy anh ấy chào hỏi Marcia, mới biết chú bạn tôi biết ăn ở cho người ta yêu mến đến như thế nào. Một người anh ruột gặp em chưa chắc đã có cái ánh mắt và cái giọng nói vui mừng như thế. Anh hề xiết xưa kia bảo vì thời buổi khó khăn, anh ta phải đi làm nhạc sĩ du phương để kiếm bữa. Chúng tôi không thể đứng với nhau lâu, anh ấy phải đi theo toán của anh ấy, còn hai chúng tôi thì phải tìm đến một khu phố mà toán anh không đến. Hai người hẹn nhau đến chủ nhật sẽ hưởng cái thú, kể cho nhau nghe những việc mỗi người đã làm từ khi chia tay nhau. Hẳn là do tình bạn đối với Marcia, anh Bob cũng muốn tỏ thiện cảm với tôi, và chẳng mấy chốc chúng tôi đã có một người bạn thân. Những kinh nghiệm và những lời khuyên bảo của anh đã giúp chúng tôi biết cách kiếm sống ở London dễ dàng hơn trước. Anh Bob cũng rất mến con Gabby và thường vẫn nói một cách thèm thuồng rằng nếu anh có được một con chó như thế thì làm giàu chẳng mấy chốc. Đã nhiều lần anh bàn với chúng tôi nên hùng sức tay ba, đúng là tay tư, anh Bob, Marcia, Gabby và tôi. Nhưng tôi không muốn từ bỏ gia đình, trở về đất Pháp tìm gặp em Lydia và các bạn cũ, thì tôi càng không tha thiết lang thang cùng anh Bob khắp nước Anh. Chúng tôi nhích dần đến ngày lễ Noel như thế đấy. Bây giờ thì chúng tôi không ra đi từ sáng nữa. Chúng tôi chờ đến 8-9 giờ đêm mới lên đường để đến những khu vực chọn trước. Chúng tôi bắt đầu ở những công viên và đường phố đã vắng bóng xe cộ. Những khúc hợp tấu của chúng tôi cần có sự thanh vắng nhất định để luồn vào cửa kính,
đánh thức trẻ con trên giường ngủ, báo cho các em biết Noel sắp đến. Noel, ngày lễ chí thân của tất cả những người Anh. Đêm càng về khuya thì chúng tôi xuống dần các phố lớn. Bây giờ những chiếc xe cuối cùng chở người đi xem hát về đã đi qua. Sự yên tĩnh đến thay cho cảnh huyên náo đinh tai trong ngày. Thế là chúng tôi đánh những bản đàn tình cảm nhất, êm đềm nhất, những bản đàn có tính chất sầu thương hay tính mộ. Cây vĩ cầm của Magia than khóc, cây thụ cầm của tôi rên rỉ. Buổi hợp tấu của chúng tôi đã xong, chúc quý ông, quý bà ngon giấc và vui lễ Noel. Rồi chúng tôi đi đến một nơi khác diễn lại buổi hợp tấu.